ចាំមកទទួលស្នាទទួលភាពនៅពេលដែលស្វាគាត់
bỏ chạy chia chấm nay toa ra mặt đong hay bỏ bốn chiếc xe bắt tôm nẹt mũi nẹt mũi cha làm mấy bỏ bốn chiếc mặt đong còn miên đi từng ngóc nia bỏ bỏ về mặt dương nhá cha cứ quật đau chẳng tới quật khơi chạy mà đó quật bỏ chạy mũi chẳng tới quật hộp cha quật chạy chạy ở chẳng tới quật đau rồi tiếc là khơi chết quật bỏ tiếc là hà lỡ này cha lúc này vua quật phong tài sự cam khăng bên tên cha tam sát pha đồng bay đại chạy giỏi pha hay ở bỏ bốn chiếc đang hay ná đi xong giấy hai giấy tiền giấy hai giấy tiền ná à vậy để dân ai chui khi mang dân chui chạy đồng lệ cứ bon xây đi chuẩn bị chật thua quạt chạy đồng lệ cha quạt thưa bon xe mà nô thưa bon xe sắt cha bỏ bốn chiếc đang hay ná cha cả muốn bon xây ở cho chui bỏ bỏ bị chưa bớt nhưng này rong cướp xanh xanh nhận tới tới đó nó khơi sắt cha khơi sky scom khơi sắt scom nó cứ bon xây tinh bay cha tinh sừng lo tinh ấy nó đã ở sky ná cha hai ở lại đi chạy sân đánh cứ xoa tại mặt đong một ô bên mặt dương ná hay dương ở mặt đó trong trường hợp lại đi cứ dương khơi thả miên xoa chưa đang khang mặt tên hay nó chênh mau ở một ô bên mặt dương ná cứ mau chưa đang mặt tên cha cứ mau ở chia bật to bật to bật to bật to tầng tôi chấm không nên cứ gặp đau chênh mau hay một ô bên mặt dương ná cha hay nó nơi càng lơ tập bộ cứ miên mùi đài một ô bên mặt dương ná cha ở lại đi một ô dương cho room tư sna hơi cho room xe chạy dùm lê bật to đầm bay một ô nhập mặt tư sna khơi nhờ sắt xoa to lên mặt đong cha đài nơi và sát bay duẩn cha nè một ô bên mặt dương nát cha lộ cái ruộng của phong tài đã ở xây từ ao giờ sát qua tới mặt đó cha ô đi khó tiền cha ô bàn chạy mui ruột tập bạt nó hô đọc một ô bên mặt dương nát cha nó thằng lơ nó tôm một cha cha từ hơn lúc ô bọc bên mặt dương nick mua cho cha gặp phong tại bọ chê cha ôi bọc bên mặt dương nát cha từ chê mau nâng cửa cạnh cho nhắm chê à khăn lơ nó chui cái violet 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 vua khăn lơ nó chui violet hay chua khó ní cha ú này cơ kia đó bọc bên mặt dương nát cha từ bán bọ cạnh đã tơ phim phim hay bong bôn dương này còn nó tìm đi cửa quạt phô chua tưởng o cha nụ bọc bên mặt dương nát cha ត្រាវិគីចាលកូនបងវ៉ៃឡាវិគីកូនខាងលើឈ្មោះវិគីអូនៅបបបិមិត្តយើងណាចាវ៉ៃឡាមានកូនវ៉ៃឡាកូនបងឈ្មោះកូនបងឈ្មោះតាលើបងជួយប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់ឈ្មោះបបអូនយើងប្រាប់ឈ្មោះអីគេនេះកូនបងឈ្មោះវ៉ៃឡាចាអូននេះអូនយើងឃើញនេះឈ្មោះគេដែរអឺអ្នកស្រីខ្ញុំហៅអ្នកស្រីក៏មានកូនអ្នកស្រីវ៉ៃឡានេះក៏មានកូនបបបិនៅបួននេះចាំខ្ញុំរាប់ឲ្យមើលមុនដំបូងឈ្មោះវ៉ៃឡាបើទៅមកលូនន
mà chăn làm ấy, chăn chiêm, á bị kỳ. Bị kỳ nó mà chăn chiêm. Bà bà. Thành ra lúc nãy nó còn ở. Lấy nó cũng đây gì, nó cũng bông phô phô thiệt nè. Phô không? Bà bông phô phô hay riêng ngày chăm lai bị cất phô phô. Là sri cất nó mềm cất khôn, chờ nó cả bìm sơn mấy miên khôn bay mà khai ngày mùi nè. Ở mũi này cứ đắt tiền, mà nay làm trò, mà nay làm trò bom bao kê, mà mai mà nay bao kê chứ mua ở chợ làm bom bao kê chứ mua David. Bong David គេ ដាក់ ស្ទីន ហើយ មណៃ គេ ឈ្មោះ ដៃ មិន មិន ដៃ មិន មិន ស្លាប់ បាត់ ហើយ ណា ណា វិស័យ ដែរ បង មូល head road ឃើញ និយាយ នៅ ក្នុង free យើង អត់ ដឹង ថា ដូច ទី ណា បាទ បាទ ណា ណោះ ឥឡូវ មួយ ទៀត ឈ្មោះ button button កូន របស់ យាយ butter butter ឥឡូវ កំពុង កាត់ កូន បាន មួយ ឲ្យ ទៅ ដឹង ថា កូន កូន ញី កូន ឈ្មោះ ទេ ឈ្មោះ បង ឈ្មោះ ទី បង អូ បង បៀម ជ័យ ឈ្មោះ button bong bim chay chu baton ah baton 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 b o b u t t o n hay kat mrai ba kat chu butter butter prae tha bua jeung hay hay mrai nung vei chas jeung ke doy meu tha doy chas hay kan kan men kon muoy tiet sa mhanh sot kon muoy ban tae ten dang tha ni chmuh de hay kra vi dang tha ni chmuh te puok khom samraich chat dak chmuh hoy na ba ba dak chmuh chmuh nung keu trou ban anumat samraich mo pi noh vi amraich oh ni muoy chana chana keu chnam mon men rubuh khnong nei sa ke chmuh kham sat bat sat men thom chiet របស់វាកាលណាវាត្រូវការញីឈ្មោះត្រូវរੂមេត្រីគ្នានឹងគឺវាខ្លះវាកាចឈ្មោះនឹងទៅវាត្រូវវៃកូនទៅពេលហើយចាណានឹងត្រូវរបួសដាក់បាក់ខ្នងហើយបានជួយសង្គ្រោះដីក្រុមនេះយើងនឹងហើយបានជាទៅឡូវណាចាណាហើយចាណានេះជាកូនរបស់ក្រុមគ្រួសារឈ្មោះជេនម្ដាយឈ្មោះជេន J A N E ហើយជេននោះមានកូនសរុប5ប៉ុន្តែកូនបងមិនវងស្លាប់កូនទី2ឈ្មោះតាសនាត្រូវបានចាប់យកទៅមានទីពោះគេចាប់យកទៅហើយកូនទី3ឈ្មោះចនិតស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីប្រហែលខែមុនបាត់ទៅដល់មួយឆ្នាំទេហើយជន់លោកឲ្យ4ខែមុនហើយទៅមកចនានេះហើយមុនឡូវនេះបានកូនមួយគឺកូនប្រុសហើយកូនកាត់ទាំងអស់គេថាកូនស្រីទេញីទេក៏តែកូននេះមួយកូនក្រោយពូនេះឈ្មោះថាជូឌីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាក់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពិសេសជីវវត្តរបស់ជេនបងប្អូនក្រាន់តាវៃឈ្មោះស្វាដាក់ជេន J A N Eជេនម៉ាំងឃីនៅក្នុង YouTube បងប្អូនឃើញហើយ
À chén miền phiêu bay giăng kế à chén. Ba ba miền phiêu bay kế chi fan của America nha. Chi fan của America nó chén cũng đá nó nó. Nó chén cũng đá. Ba ba chén cũng đá ở con của con cứ con phâu của chmô pro chmô tha chú đi. Ani bong tí 2. À 2 nè cũng bắt sai rương đai sa bong nó gật pê clean gật chmên gật tâu vay gật tần tâm yum sâm bao chứ nha. Chứ miền sai rương với bụi phồn chứ nha. Chmên ok. Chứ chi vị của nó gật gật miền chứ tam đan tam phiêu rơ thngai. Rồi gật chmô ấy. Khnong nó cứ ការដែលត្រូវរបួសគឺវាខំឈ្មោះខំធ្លុះវាតិកអាខាមកពោះពោះឲ្យតិកគាត់នេះហើយបាក់ខ្នងអញ្ចឹងការវានិច្ឆ័យរបស់ពេនការនោះគឺថាគ្មានសង្ឃឹមផងប៉ុន្តែយើងប្រើតាមឋានៈខ្មែរយើងលៀបទៅខ្មុំលៀបឲ្យយូរយូរទៅវារស់ហើយជាបាទតាមខ្មែរនោះចាណាឈ្មោះរបស់គាត់ចាណាគឺជា ឡងដងអណាបន្តិចទៀតឥឡូវសូមតិចទៀតណាអង្គចាំតិចចៃណាខ្ញុំនឹងប្រាប់ឈ្មោះវាសិនព្រោះតិចទៀតខ្ញុំត្រូវនាំយកចំណៃទៅគាត់បោះចាក់ហ្នឹងទៅចែកក្រុមផ្សេងដែលឈ្មោះថាក្រុមហានគរឲ្យពួកនោះមានទីតាំងនៅភៀកខាងលិចប្រាសាទបាយ័នហើយក្រុមនេះគេហៅថាក្រុមអេមបឺ ស្កាឡេតហើយនឹងវត្ថុណាកាត់ជាមួយគ្នាសម្ញមានមួយទៀតឈ្មោះថាព្រីគេតកាត់កូនបីជាមួយគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកយើងឃើញថាម៉េចបៃទៅតែកាត់កូនអរទេទេនោះអាយុចាស់ជាងចេនបានកូនអង្គការកូនបានជាមួយគ្នាហើយបីអង្គបីក្លាលើគឺស្កាឡេតបាទទៅហើយនឹងព្រីគេតសម្ញរួមគ្នាគឺមួយថ្ងៃជាមួយកាត់កូនអត់បីហើយអត់ដឹងថាម៉េចឈ្មោះទេបាទបាទបាទបងអជួយរៀបរាប់នៃឈ្មោះស្វានេះជីវប្រវត្តិស្វាខ្លះតាមថ
MAK MAK ai nâng bản trai mặt tượng tiết mặt trai bản tượng gật rồi miền chùa thật lưu ký đoàn sân thì bóng ôn mơ được nâng vui tố khuyên chùa mà xòa mũi để nâng lơ trong sơn vui căn à rùi này chuyện nóng cứ gật chùa lưu ký gật sau ban cái bánh phí đó bắt tay gật gật xùm lăng kháng gật ọt lọ bạc lịa thế gật đọ rùi nhé gần vui căn nâng gật chùa lưu ký gật tiêm bản thầy thông nâng cọng nâng đế ai mùi tiết mùi tiết mùi Esup Esup nước chiêm bàn tay mùi miền riêng thằng Hà riêng xã đây cất chiêm bàn tay kia chân nuôi nằng má cất xa đây mùi nằng sạch chụp rồi nè được mùi Esup ba hay sạch rừng xóa mà hai lối chiêm một nước ba miền hay miền tiếp suối bao cất cứ tiếp suối bao em bơ tao ba cái chạm vô tàu mùi cứ mùi Daro riêng cất tiền chiêm cất đại sa cất liệm lấy trong sương mòn Daro và tự mò miền miền chimo chia liệng nào tự rút đấy còn tay cận miền non có bọt trong quay và hà vô mạ thôi chỉ sạch mình chimo nó gật chặt lại cũng mười đồng rói chimo nó mang cái chặt tao ấy còn đây là rói cái nơi ấy rói cái vùng nào nít còn đây rói này đang khang khang đừng rói cứ chiên mệt nhà này cầm hôn lan rồi để cái đạo ấy trong này mạ sạch những cái gì chung mua này và đặt phò cầm hôn bỏ cái mùi trong ca đại chung mua để cái đạo ấy nâng về miền thì mệt nhà đi về miền này chỉ tầm năng cái mùi và cái này để cái fan bỏ cái mơ nữa trong quạt tháp thì chúng ta cứ yêu bỏ tiền khi nệ mờ nữa hay fan bỏ trên là cái này cứ phía trên điểm định hay mùi tiết là crom mùi tiết crom amber đây là dương thư ca to quá sorry là crom amber amari xong tổ nữa amari để chặt ta để thắt lại việc làm nốt lại với smith skippy tôi sẽ nói so skippy bà sinh bao vốn trong tam đán sắc xa bị bộc lực lượng cái nào rụng riêng bỏ skippy ở chỗ bắc này crom amari bao vốn vậy thắt skippy mang khí thấu một hồi nó khơi rụng riêng hơi trong xa nó đi chia xa để phụ dương có phong tiên ti ở bằng hai nhé có tàng ta về sẽ lập được ruộng dạng ná xong mọi bằng hai nhé phụ dương tấn nè nó hay khăn ông khăn ông khi chia xa cháy miên là khăn ông miên là Felix chia xa mũi đến miên cơ mạc vô thông để dương tha nè khá thai nhi nó mô tả Felix nông chia mần thầy thông mũi đến nông đề hay cụ tập mô miên là mũi tiết suy tia để miên là bụt nam là khăn mộc nó suy tia chia xa là bay mũi để miên phai nằm rịch rần để là ca bi cận nào với tối dương cận miên với dương phai khăn gần này chia xa để là mẹ dương thả bà cô mấy thả ca những miên này thả chân này chạy lên chạy xe chạy khăn ấy nè chắc chúng ta suy tia cứ dương được xe thả SWEATPEA
chẳng bà con chẳng đăng bị suy tiệp thêm là sai chứ cứ quay chung một đường tới đặt suy tiệp mang khi đó kiểu như vậy rồi xe xoa cắt tại SP SP mang khi các bạn đề là chẳng không có làm rí nước miên nè suy tiệp đại dương của bụng tạm đán là chế phật cả đáo miên Felix Felix nhưng năng suy tiệp miên tâm niệm nông kia đôi chiều bụng năng cồn đôi chiều bụng năng cồn dương sanh thành thai dương thai chi chiều phục trọng vô miên riêng và hai nghe tiếp đây kia hay mũi tập bao kê bao lúc theo đây chỉ trong lịch mua cả đấy hay nó cầm nó cứ chạm ban cái chạm cho tới tràn cầm ở Amri miên miên Skippy miên Felix miên Sweetie miên Maya Maya con tôi cái nó tôi miên Pi và dụ hai mươi năm tiếng miên Maya C năng M I A hay mũi thiết Chilla J I L L A hay miền check đại diện mất phía xung quanh của phía check smoke cut là check cứ chế ACK cất diện mất phía xung quanh chỉ mùi nâng suýt phía cất tầng nào chẳng tập khu chung này lâu nít chỗ trông của chỗ chỉ mùi này đấy và suýt phía nữa trong khu mạng đi cứ bắt bóng chẳng nó không phải cả cam mà dễ đi bắt bóng chẳng chẳng sắp tới xóa đây bắt tầng nó cứ mình dùng luôn đọc rằng các bà rồi đời lấy của dương mình tìm tìa bây trong bàn vinh tế trong ngồi bàn xóa nó tập lọc một vĩnh hơi nâng trong ngồi bằng hai nhà riêng thà xóa để làm ruộng nó dễ bị chết cái nếu khang chúng ta để làm khang nó thà là ruộng bằng ruộng xong bằng hai nhà phụ dương mạnh đằng máu vậy nè là phụ hai bằng phôn cao bị bằng phôn bị chia phụ rất là quay chung một tham YouTube mới phân phía bằng skip đi hết bằng phôn đằng đằng bằng phôn đằng đằng thà xóa nó miền riêng bị mất hay ca để kêu bằng hai nhớ làm sao ruộng vậy nè xong chui cắt cái đây nè và xem đằng đằng lai nó đi hết bắt đầu máu phụ xem đằng đằng nằm chân lấy vô tập cầm mũi tiệt để chung một tham cầm hà nội cố nào kia khang lấy tập sát bài giòn tập lâu hồ hòm đó chứ có mang cái lại tiếp bóng dương đời xa 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 miên thì tăng khóc nia đời phần thế dương mình có thể bị cho thì chẳng là bị chấp bị khóc thì bài dân khẳng bốn tới ông một bài dân cho lo nó dương phía cho nó được khóc mũi miên chúng ta khóc mà lại xin đồ khóc nó xong xa bây ở ngay chanh một tế cất chanh rồi dùm đây mà đón vấn đề bị cực liền khóc gất nó khóc gất nó thông đề hơi miên sạch mũi chúng ta lại lấy xin đồ Alexander Alexander YP Alexander mang khí chạy nhảy cất miên mất chẹp hay cất chia sạch miên riêng rừng hà hay miên côn trào chán miên phô phô chán à em thân bà con tân thơ nghe chạy máu đê và bạ rồ thọ nè cầm nông cầm Alexander hay cầm này cầm bẩm bơ hay nâng cầm một tiết cầm hàm rí nâng cầm khẳng lấy cái cầm khẳng lấy bà gián cứ cầm mà nó cố hay nâng cầm mũi tiết sau cái vật tăng tổ vật vì hiểm bởi với nhóm miên cầm mũi đã miên xoa cầm thay vào mũi một phần quà không một thả cầm tí túc rồi có những hào mấy hạng tiết thả cầm hào bà tạm cảm phức thế bóng bóng mây miên cầm chân bà bóng bóng dưỡng ở tại tăng thà xoa nâng ở phần xa từ bài dũng miền cầm miền bờ vượt bạn miền chúa thằng ngõ sao từ miền chúa thằng ngõ bồng bồn trong ban cuộc nhóm hiền hàng thật ra nâng là bạn mùa xóa na chúa ấy miền tây nhà ấy cả là riêng nhóm miền từ nó kẹt nít chúa là obi obi này tam bất khi mình trong cái thật sự thằng ngõ khi mình bạn bóng đấy obi này miền giờ đặc cả cái ca đặc kim một chắp khi trong ai chắp ôi obi này mui hay là mui thì chúa là rolex rolex chia sang quất sang đi khay các vấn đề kia bạn chắp tam sơn nông phu được nhóm chọn loại chạp thế cái thay vô chạp cả cái còn tại bên tùy từ bên cái chạp vô đã slow đặc biệt slow slow đây là nghiệp thông thông để khó hướng là chẳng mang thì buộc nhóm là khuyên thay dừng chạp trầm trầm tao còn tại đặc biệt cái chạp tóc bạc cho mà xóa đây để lại để thay thế nó liệu cũng bù dương miền quạt cam rồi vậy nè quạt cam xài ruột trâu rồi chẳng nên ubi đi đang chờ cả chỉ cất cất xin sát còn tại cái lá cái ruột trâu nó cam rồi cam kì chẳng ba bạn chẳng bạn xem cho ngay chạp cái chạp video tới này cam nó cam nó cam phiêu chân đòn rồi, chân này, cuộc chân nó nên em đăng mua cái obi á, obi mang khí. Ây giờ mũi tiết Rolex để xóa cái dùng một lấy nhớ cái chân trong này đây, chân trong chân trong ở chạm đấy bên đây, cất chân người thở, cất ở bàn chạm, cất chạm ở xe như thế này. Nâng riêng được chân buộc chân mình phải chất cứ riêng đây, để xa phía xa mà dán cái dây thả bọc này cho bọc tùm lúc chất nè, cho bọc để xe cái đây tôi kết bọc buộc chân để thả cái một bốn thay chạm vô để xóa để cải ca giải buộc nhóm của cụm biến thá nâng bằng hai xóa cải ca để cất chọn chạp để miền bánh hà này đi vấn thế mình chẳng cất chạp vô là xóa để khó là khó hướng hơi miền bánh hà dự tiếp chẳng buộc nhóm một bài chất thi nhóm trong thương tí ở vô xóa nâng vô một lên mà nó thực đầy vừa vinh hơi bảo sân kỳ dương cực lên mưa thời ta mà bảo vật ra xa là bì xa mai môn đi đồn ta riêng bàn tục ở nâng cứ miền thật xóa miền nâu nữ hơi cất lại chậm nông nông tiền thmo nó hơi cất chọn cái thang ca nó cất nó có miền xóa đây được cất lại dương khơi hay
ក៏នៅក្នុងការដែលមានបញ្ហាខ្ញុំក៏តិចខ្ញុំស្រែកប្រាប់ដែរថាបើសិនជាយោស្វាទៅសុំដាប់ដុកស្វាអញ្ចឹងពីតំបន់អពីរឿងភាសារបស់អញ្ចឹងទៅដោយសារអីណែដូនតាយើងមានមុនក៏ឆ្លាក់ទុកប្រងប្រាប់ថានេះជាសាក់សីនេះជាបោះតាំងអញ្ចឹងណាណែជាបោះតាំងឥឡូវបំបត្តិបោះតាំងពោះស្វាត្រាប់ដូចជាសាក់សីរស់ណាជាសាក់សីរស់របស់ដូនតាបើកើតបើកើតនៅនេះ21 ម៉ោងលើ 21 ម៉ោងគឺនៅរហូតទាំងចំនួនមុនមកអីអញ្ចឹងយើងម
chim ron nơi cái trâu thẻ xa đây chẳng ha ba bong chim tâm phép mà miên bắt sọt đe khang nghe vậy thì ở đây ni lực đ bông đe khiem nhai nó vậy đe khiem đắng khiem khiem chang nghe bắt sai bắt tha khóc xuống mạnh mà xong không bạn khiem mà miên khi chi bọc khiem thế na bong chế bong chú chim riệp chút đó bong bọn chúng mình ở ประสาทอังกอร์บายอนประสาทบายอนนั้นบ่งคือมีสภาพว่าจะประมาณกรมนะบ่งសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងគាត់ជ្រាបជាព័ត៌មានព្រោះបងប្អូនយើងអត់ដែរដឹងថានៅនេះមានប្រមាណក្រុមប៉ុណ្ណឹងទេទទួលទូរស័ព្ទនេះបាទបាទបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយចេញពីប្រាសាទតាបាយ័នដោយអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់បងស្រីរាជនីចត្ថោដែលបងស្រីបាទឲ្យខ្ញុំបាទទិញចែកចំនួន450ស្និតដើម្បីឲ្យចែកឲ្យស្វាងគាត់បរិភោគបងប្អូនមិនយើងបាទហើយបងប្អូនយើងដឹងហើយស្គាល់ហើយបងស្រីរជ្ជរាជធរគឺបងស្រីតែងតែអាណិតនិងអាសោតទៀងមនុស្សទៀងសត្វបងប្អូនយើងឃើញហើយបាទសត្វឆ្កែតើបងស្រីឲ្យពងទៀងម្ដង2 300ក្របដាក់ឲ្យឆ្កែបរិភោគអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនយើងមិនមែនសម្រាប់តែពេលស្វានេះទេបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំបាទបងប្អូនខ្លះយល់ច្រឡំថាបងស្រីឯងចេះចោលចឹងទៅតាមកាពុទ្ធបងស្រីគាត់មិនមែនជាចំទៀវគាត់ក៏មិនមែនអីគាត់ទៅឡងសេលក់ផលិតផលអីអត់មែនទេគាត់ជាជីវរត់សុខសាន្តតែម្ដងបាទបងប្អូនដូចមិនយើងដោយការយល់ឃើញរបស់បងស្រីគាត់អាណិតនឹងអសោបច្ចុប្បន្ននៅសម័យ COVID-19 នេះផងបាទគឺស្លាស្គមឆ្កមនៅបងប្អូនដូចមិនព្រោះបងប្អូនយើងអត់សូវបានមកលេងបាទអត់សូវបានមកលេងតែអញ្ចឹងទៅអត់សូវមានចំណីដូចកាលអត់ទាន់មាន COVID បាទអញ្ចឹងក៏បងស្រីនឹងឃើញនៅបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះអញ្ចឹងបងស្រីបរិច្ចាគទាំងលុយជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងស្រីបរិច្ចាគទៅមកទៅបាទបងស្រីគាត់បរិច្ចាគទាំងលុយណាបរិច្ចាគទាំងចំណីដល់សត្វអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រិមិត្តអតិថិជនបាទព្រោះមនុស្សយើងណាមនុស្សក៏ត្រូវការរស់សត្វក៏ត្រូវការរស់បាទអត់សុទ្ធតែជាត្រូវការរស់ដូចគ្នានោះទេបងប្អូនប្រិមិត្តជីវិតគឺមានតែមួយមនុស្សក៏មានជីវិតតែមួយចំណែកសត្វក៏មានជីវិតតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនឯងបាទគាត់តែត្រូវការរស់ទៅទាំងអស់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវបងបន្តបន្តិចទៀតបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសប្បាយចិត្តមែនទែនបងដែលបានជួបបងហើយបងដឹងអំពីជីវប្រវត្តិស្វានៅកន្លែងប្រាសាទអញ្ចឹងណាបងអាទី1បងដឹងពីឈ្មោះអាទី2បងដឹងនឹងជីវប្រវត្តិតគ្នាបងប្រវត្តិរបស់ស្វានៅទីនេះមានឈ្មោះគឺប្រមាណ 20% ទេបងជួយស្វានៅនេះតាមពិតគ្រប់នៅស្វាទាំងអស់គឺមានឈ្មោះទាំងអស់ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅយើងថាយើងចាំបានឬមិនបានហើយវាមានតាមក្រុមវាមួយវាទៅតាមចំណងជាមួយចិត្តរបស់អ្នកថតគេថាតួនឹងជ្រើសតួដោយតួនៅក្នុងក្រុម member គឺក្រុមលំបីនៅនេះមានជែនអញ្ចឹងពួកយើងពាក្យច្រើនគឺយើងចំណាយពេលច្រើននៅនេះដោយសារពួកជែនគាត់នៅចិត្តមរុះច្រើនគាត់ឧស្សាហ៍ចេញមករកចំណៃនៅចិត្តតាមផ្លូវគឺយើងស្រួលថតអញ្ចឹងណាដោយឡែកដូចក្រុម Alexander គឺគាត់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃជ្រៅគឺងាយចេញទីចឹងពិបាកថតអញ្ចឹងការដែល skill ឈ្មោះចំណាំឈ្មោះហ្នឹងគឺវារៀងពិបាកតិចយើងអាចផ្លិចវាថាស្វាវាលូតលាស់វាធំទៅវាផ្លែកណាយើងពិបាកចាំដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការគ្នាយើងដើម្បីឲ្យចម្លើយឲ្យឈ្មោះហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវដែរបើមិនតែយើងចង់ដឹងវាឆ្ងាយគឺយើងអាចទៅមើលវាឲ្យមានអ្នកដែល skill ច្បាស់ដែរណាអញ្ចឹងសរុបប្រដីមកមិញខ្ញុំបានប្រាប់ថាស្វានៅក្នុងបនកូវាមានច្រើនក្រុមប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំរត់ត្រួសខ្ញុំបាន8ក្រុមណា8ក្រុមស្របទាំងអស់ប្រហែលក្រុមហ្មងដែលទូរលេខចង់និយាយថាដែលទូរលេខដែលខ្ញុំដឹងមានតែឈ្មោះដែលមានឈ្មោះដែលខ្ញុំដឹងនៅនេះគឺអាចថាមាន8ក្រុមប៉ុន្តែវាមានច្រើនយើងនោះទៀតដូចនៅតាកែវអត់មានឈ្មោះទេនៅមានខ្លះដែរនៅតាកែវហើយមួយទៀតនៅជិតខ្លងទ្វារជ័យនៅអង្គរនោះក៏មានមកក្រុមមួយដែរប៉ុន្តែវាស្វាព្រៃអត់ចេញមកអត់បានចិត្តបានទេវាកាច់ទៅពេកចឹងទៅ
ការដាក់ឈ្មោះអីក៏អត់បានដែរអត់តាមដានដែរមានតាមដានតាមដានព្រមមានបានរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងក្រុមវាដែរណាក្នុងក្រុមផ្សេងនេះក្រុមផ្សេងផ្សេងមានន័យថាយើងអត់ទាន់បានដាក់ឈ្មោះទេនោះនៅពីក្រុមហើយណាអញ្ចឹងអានោះពីក្រុមនេះចោលទុកសិនបណ្ដាឈ្មោះរបស់8ក្រុមដែលខ្ញុំនិយាយនោះនៅអង្គវត្តមានឈ្មោះក្រុមកាបសិលាមួយហើយនឹងមួយទៀតមួយទៀតនោះអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ណាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់ដែលធន់នោះអញ្ចឹងមានស្គាល់តែក្រុមកាបសិលានិងមួយទៀតនៅអង្គវត្តហើយនៅដែលឡែកគឺនៅបរាយមានមួយដែរគឺបរាយគឺមានស្ដេចមួយឈ្មោះថា Hercules Hercules នោះស្ដេចស្វាមួយធំនៅបរាយនៅជាច្រើនទៅនៅផ្នែកខាងលិចនៅបរាយហើយគាត់កាចរៀងណាចកាចគឺដូចតបើខ្លាំងគឺប្រៀបធៀបនឹងស្វាអីគឺគាត់ធំជាងគេហើយបាទនោះគឺក្រុម Hercules អញ្ចឹងយើងបាន3ក្រុមហើយនៅក្រុមខាងលិចបាយ័នដែលខ្ញុំថាក្រុមមហានគរយើង4ក្រុមហើយយើងមានក្រុមនៅនេះគឺមានក្រុម Amber ហើយក្រុមទី5អញ្ចឹងឯងអូបាទហើយមានក្រុម Amri ក្រុមទី6ណាក្រុមទី6ហើយក្រុមនេះក្រុមទីទុះណាឬក៏អាបាណាក្រុមទី7ណាក្រុមទី7អញ្ចឹងស្វាអញ្ចឹងទី7ស្របនៅ2ទៅ9 9ហើយខ្ញុំដូចជាភ្លេចមួយទៀតក្រុមនេះណាខ្ញុំភ្លេចមួយទៀតណាអញ្ចឹងមកបាទភ្លេចមួយទៀតចុះយើងថា9ទៅ10ក្រុមណាមិនដែលខ្លះយើងអត់មានដាក់ឈ្មោះអស់ណាអញ្ចឹងឈ្មោះដែលខ្ញុំដឹងច្រើនគឺមានហើយតួដែលខ្ញុំស្គាល់ច្រើនគឺតួក្នុង Amber ដែលថាខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយវាច្រើន Amber និង Amri ហើយតួមួយទៀតគឺតួនៅក្រុមអាបាគឺមានតែ6 5 6ក្បាលទេហើយកាលម្សិលមួយថ្ងៃគឺមានស្វាមួយឈ្មោះថាតូរិយាបានកើតមកបានតែ3 4ថ្ងៃត្រូវស្រេចនោះខំសម្លាប់ស្រាប់ស្រេចរបស់ក្រុមទីទុះនោះឈ្មោះអារ៉ុនហ្នឹងក៏មានចរិតកាយក៏បានខំសម្លាប់កូននោះបាត់ហើយហើយកូននោះឈ្មោះតូរិយាក៏បានប្រហែលថ្ងៃហើយម្ដាយរបស់គេឈ្មោះថាជុកម្ដាយឈ្មោះអើយចេះផ្លេចសំទោសខ្ញុំភៀងផ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំនឹកឃើញទីម៉ូអញ្ចឹងអូសំទោសតូម៉ាឈ្មោះតូម៉ាម្ដាយឈ្មោះតូម៉ាកូនតូរិយាកូនស្រីមិនតែស្លាប់បាត់ហើយអកុសលណាស្លាប់ថ្ងៃ29ថ្ងៃណាស្លាប់ថ្ងៃ29ថ្ងៃដែលគេចាប់ទៅណាចុះថ្ងៃនោះមានព្រឹត្តិការណ៍កើតគ្នាយល់ទី1ថ្ងៃនោះថ្ងៃទី29មានព្រឹត្តិការណ៍គេចាប់យកស្វាទៅអស់15ក្បាលណាអស់15ក្បាលហើយមានស្វាកើតកូនកាលថ្ងៃនោះខ្ញុំនិយាយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃនោះគឺមាន Blackie ឈ្មោះ Blackie កើតកូនបានមួយដែរកូនបានកូនឈ្មោះដាក់ឈ្មោះថា Brewen ហើយនៅខាងក្រុមទីទុះក្រុមអាបានោះមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងដោយសារកូននោះណែត្រូវឪពុកខំសម្លាប់ហ្នឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងប្រសពព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងថ្ងៃទី1ហ្នឹងណាគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទមាន3ចំណុចបាទបាទគាត់ជាពិសេសមែនតើបងចាំឈ្មោះស្វាច្រើនមែនតើបងចាំក្រុមចាំអីមានមតិខ្ញុំម្នាក់ដែលយើងចាត់ទុកថាគាត់ជាមេជាតំណាងក្រុមនេះគាត់ដឹងច្រើនជាងខ្ញុំទៀតគាត់មានប្រវត្តិនៅនេះយូរច្រើនជាងខ្ញុំណាយល់ណាបាទមានប្រវត្តិនៅយូរច្រើនជាងខ្ញុំនៅច្រើនថ្ងៃយូរថ្ងៃជាងខ្ញុំនៅវិញអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដឹងច្រើនប៉ុន្តែគាត់អត់បានមកទេថ្ងៃនេះគាត់រវល់បាទបាទបាទបងបាទបាទបងនៅទីនេះប្រហែលឆ្នាំហើយបងដែលបងដឹងអំពីឈ្មោះស្វាច្រើនមែនតើបងខ្ញុំជាអ្នកប្រកបបរដឹកភ្ញៀវដែរដល់តាភ្ញៀវអត់មាននៅកូវីដមកតាំងពីអត់កូវីដមកខ្ញុំនៅនឹងរហូតនៅធ្វើមកថតមើលថែសារស័ព្ទហ្នឹងណាហើយបាទមកចេះតែមើលការពារទៅណាដោយសារស្រឡាញ់តែប៉ិតមិនជាទិនបានកម្រៃអីទេណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំណាយពេលជាមួយសັ້ນហ្នឹងចាប់ពីក្រោយកូវីដមកអូតែបងចាំឈ្មោះស្វាច្រើនអឺដោយសារការស្រឡាញ់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើពួកសត្វទាំងអស់នោះតែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដកជាប់ណាចាំហើយអ្នកខ្លះគេមកថតដែរប៉ុន្តែគេមិនសូវចាំទេណាគេមិនចាំទេហើយខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំជាបុគ្គលអ្នកដែលសកម្មដែរនៅក្នុងនេះក្នុងការជួយមើលថែរក្សាវាណាបាទបាទហើយមានបងដៃគូឲ្យខ្ញុំពេលបាត់គ្នាខ្ញុំមានគ្នាច្រើនប៉ុន្តែពួកយើងក៏បានរៀបចំលក្ខណៈថាជាក្រុមដែរពេលមានប្រជុំអីហៅគ្នាមកគឺគាត់ចូលរួមប្រជុំគាត់ស្ដាប់គ្នាយើងដែរណាថាទៅមិនគឺពួកខ្ញុំចាំត្រៀមតែទទួលខាងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅនឹងថាចង់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើមិនគឺខ្ញុំចាំទទួលស្ដាប់ទៅណាប៉ុន្តែដូចចិត្តស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅណាយ៉ាងណាគាត់ចង់និយាយថាគាត់មិនបានមកចង់សហការមួយយើងតាមមុនបងគាត់ប្រាប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមហើយចិត្តចង់ដឹងថ្ងៃណាគាត់មកស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅណាចង់ដឹងណាមានការចរចាគ្នាណាទៅជែកស្វែងរកពីចំណុចល្អដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាទៅពួកយើងអាចសម្របសម្រួលហើយថាយូធ្វើមិនណាព្រោះធ្វើត្បិតតែមួយទៅវាមានភាពវាមើលទៅថាច្រើនវាភាពអើខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងមួយទុកប្រមាណដែរព្រោះនរណាក៏ដូចនរណាដែរដឹងថាចេះខ្មាស់អៀនចេះថាដឹងពីទុកលំបាកនឹងដែរមកនឹងចេះថតនឹងមកឈោជុំជុំហើយមើលមកនឹងយើងខ្មាស់អៀនថាដែរប៉ុន្តែរឿងគ្រូសាឬក៏រឿង
để dùng trong đông nó về mình ấy thì việc tôi dùng cặp đại giáp việc mà yên mà show đi mà show thoát ra sao mai muốn ngoài muốn cái gương ta lưu ra cái điều thả sao mà nói trong khăn của mẹ mẹ rồi ba rồi đó là lúc mình tới nhóm này mua sao nhóm sao mình là sờ lạnh nhá sờ lạnh nhóm sờ lạnh nhóm chui trong cửa với miền cái chạp cái miền là đôi giờ sao là cái lê giờ việt nam nó có tham với nhóm phụ nhóm tam xúc tia là tiệt tùng rồi giống này miền mũi ngày mũi nó miền nếu rồi mọ phát sạp sao nó ruột làng bị bà gión từ đó không phiền rồi sau rồi lao lên mỏ qua chọc tới cất bộ răng lươn đấy đã bê lươn chưa ngọt đang ngày thôi mày cần phải chăm lại lấy phá sáp buộc nhân tê rồi xịa cầm bôn phá sáp rồi rồi phá sáp vừa ấy tê bị chà rồi xong lấy cái dương tê chọn máu dương bàn phường nguyễn ấy như gì chụp năng ca đấy dương vây chà năng ca thôi ca tạp phía sáp chứ nè và lấy qua bạn nhâm đây gì hỏi bỏ đang chà như đấy lấy thấp còn tiền hàng bồi nữa còn chà nọ còn còn chà ba bong bong tôi mất xin cho chân xong là tạm làm tất cả phần to này sạch xóa bong bong tôi mất ba ở cháy giờ xong xong đi miền tràn ba bong bong tôi mất đến phía tây sửa tạm thì ba chân bong bong tôi mất căn camera trong một bôn tươi bên trên này các bông tươi tôi sẽ hỏi cho đúng xe chạy trong lơ phòng miên được bác này mà nè môi nè môi đồng bày bông nhân cho tôi bán phòng miên thầy chạy sẵn là bên đá cứ nên trong toán cho đôi chí lúc này vô thương an mà đó là phát sát bay dân cha nằm bây giờ cho lại chê cha mà đã đó sát pha chứ trong này thấy cái nông lực đá nó chê nó cứ chìa tập chất rồi bác bông xây cái này chất thoa cha này bông xây tay cho bên tập chất sắp rồi thoa xây để cho chui mình tha mà nó mình tha sát bông xây tay để chạy đúng lên này cứ chỉ tập chất nó tha xây của bông xây tay mà đồng thả lời nịp một ôm tay mặt dương nét chà tôi thằng một nụ tụt ná hay nịp cư dương khơi nhà miên xoa chả nụ xoa chán khăn mình tên công tên lột đám chơ là vì cứ sắp tới xoa một ôm tay mặt dương nét chà cứ miên tội miên thông cứ miên cục chà hay nụ công tài bọ kê thay miên bay con chọc ở đây chà bọ linh chụp bọ chụp chà lá chụp của phong tài bọ hộp đôi nụ dương chẳng một ôm tay mặt dương nét chà tụt ná tới con chà nụ nụ cười ở giờ mà chà con bay chụp nơi đường đây hay ở cha một nông bay chụp hộp nhưng mà tới cứ đôi mình nông dân mình tên hay bọc ôn những đường hơi nát cha thà mình nông dương nơi về để dương clean dương ai từ rồi tình ấy ban dương miền nuôi dương từ rồi tình ấy giờ mà hộp ban còn tài sản đập sạt vĩnh cứ mình ai tê bọc ôn về vật dương nát cha còn mình ai từ rồi tình ấy ban đòi đòi dương mà hộp được luôn này ban ok nát cha chị đã chụp đi chăng ở ta đã được cô nông cha tôi bay chụp nơi đường đây cha cô nông bay vào hoang hay ở nông bay lái chụp cha bỏ được hộp chơi trong đây đang bay miền cẩm lang mình to từ một cái thầy bọc ôn dương khơi hay nát cha tôi sẽ là thấy xe từ ngõ miền tây làm bay bọc ôn dương từ tụi bạn phò được miền cha thầy ca xe ca chạy lấy cho bọc ôn ấy tôi chỉ ca cho đúng đường này cha chui từ đó bọc ôn được bao nhiêu làm bay còn tụi bạn phò được miền thầy trẻ sẽ đấy là lấy bọc ôn dương tôi sẽ là chơi miền trong to từ mặt đó luôn cha còn cặp phong về lái chụp cha thầy con tôi trong tay mà đón bóng bóng vật dương nó hay nơi hàng cơ yêu mày chơi được vị nông cư ở xoa trái mình tên chàng nơi hàng cơ nông cư sắp tay chỉ xóa bóng bóng vật dương chàng là tàu mày chơi phong ấy phong là tàu là sắp bài thì này hàng cư bấy con chuột lên đường đáy chàng lần đi bóng bóng vật dương nát chàng ở chui xe máu độ chơi cho nó hàng cơ độ chàng chẳng tên bóng bóng vật dương này gặp bóng cho đúng tư xa hỏi cho đúng xe chạy đồng lệ bằng to thay nhìn đáy cư vật tầm yên là bóng hình xong bị xây cho môi đồng cha cứ ba là non dọc đập lại chê cha trong nôn là buồn rồi hà sập sập cha chê đang đập tì đập tăng tì bênh là hồn bà tôi ở mà đó là bà sát bà dôn tôi là mà đoan cha màu đập màu từng dục màu ông phi dục nè chanh màu nâng tăng phi dục mà đó này nó màu ông của môi bật cha mà đó là cứ dù còn tay mình thì thay thế dầm khán cứ ôi tập ban chê dơ mà đã chê chừng lấy từ đó sạch và hay ở chê đi cứ chia tập chất bằng bóng xây cho chừng đi chất thoa để bóng xây còn tay chia với chưa vừa thoa mà đa còn tay bóng xây tay để thưa sập rõ thoa cứ đi gần lại mình tha ti chất mình tha bóng ôn dương miền phà nhà ha miền cru hầm ba miền ở phà nhà hai xây xanh tê ôi tập bóng xây còn tụ ban còn miền bóng xây tay để cho cái chui mình tha ti chất ti ngay phải lấy đi bóng ôn dương khơi hơi chà cứ về đi bọn buồn tụt cặp chiếc lại thế này thôi cứ qua tầm miền bọn nên trong cái xe tôi đây mà đóng cứ ba nó do lại che cha mà đã từ đó là chưa chuẩn bị sạch qua đợi bọn xây còn khơi còn ăn hết cha chẳng hơi bọn buồn dương đó cha nụ đây mà hàng bay đây mà hàng bỏ chụp mời tới bọn buồn bay mặt dương đó cha cứ ở miền cà mặt làm mặt trên thật cả hộp bọn còn đang cầu còn đôi nhưng mà lúc chương tiết bọn buồn bay mặt dương đó cha câu nó bay chụp hay cha đây mà hàng nó bỏ đây mà hàng nó bay che ở đây mặt hàng bay chụp ấy chúng tôi bong bong bay mặt dương nát cha lời đi ở bong bong chui cho chơi bong tinh phong nát cha
นอได้มาค้างใบโกนแต่แต่กดแต่นุบอกโอนยังตัวสนาเตอร์คือกระปงแต่บอกชุกจ้าโกนนุโอเตอร์ที่ไทยบอกโอเคมาเจอนะจ้าคือเจอมาสกอร์เซ่ตาสำคัญแต่บอกโอนยังบันตัวสนาบันเคยตัวแต่มาดองจ้าเลยนุคือมีแต่โกนนุไอ้คือเตอร์ฟะความชุกទៅទៅចង់ដងបងប្អូនទៅថ្ងៃនៅខាងក្នុងនោះបងប្អូនប្រិមត្តយើងណាចាគឺមានកូនស្វាទូចធំទូចធំកំពុងទៅតោងមេឈើចាឡើងលកើពេញព្រៃផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តយើងចាហើយនោះកំពុងទៅដាក់ចេកឲ្យបងប្អូនយើងឥឡូវតាមដានទស្សនាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរដោយបងប្អូនយើងបានទទួលព័ត៌មានហើយគឺវត្តមានរបស់បងស្រីទីជំនឿចិត្តធម៌ដែលបងប្អូនយើងតែងតែស្គាល់តែងតែលឺហើយណាចាបងស្រីគាត់ជួយទាំងមនុស្សជួយទាំងសត្វចាឥឡូវនេះចាផ្លៃអារម្មណ៍ផ្លៃក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទៀតហើយណាចាគឺចែកតែម្ដងចាចំនួន450ស្និតចារាប់មកហ្នឹងគឺមួយឡានពេញតែម្ដងចាដាក់ក្នុងឡាំងហ្នឹងមាន7ឡាំងអាថងថងហ្នឹងមាន5ថងអញ្ចឹងហើយគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចាគឺសរុបទាំងអស់ហ្នឹង450ស្និតដើម្បីមកយកមកធ្វើជាចំណីទៅដល់សត្វស្វាផងដែរហើយបងប្អូនយើងបានដឹងហើយណាចានេះគឺជាសត្វស្វានៅក្នុងប្រាសាទបៃយ័នផ្ទាល់តែម្ដងដែលតោងតាមមែកឈើតោងតាមដុំឈើតែតោងតាមគល់ឈើអីផ្សេងៗចឹងទៅហើយក៏មានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់មកគាត់ដាក់ជាចំណីចាដាក់ជាផ្លែចេកដាក់ជាចំណីឲ្យទៅដល់ស្វាហើយបងប្អូនយើងឃើញលើព្រៃនោះចាគឺសត្វជាសត្វស្វាមានតូចមានធំមានតូចមានធំកំពុងតែលោតលេងយ៉ាងសប្បាយផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងចឹងហើយជួយ share ដើម្បីបងប្អូនយើងទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំក៏ព្យាយាមផ្ដិតយកនៅទឹកទឹកភាពដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាឃើញចាពីសកម្មភាពស្វាកំពុងតែលោតចាតោងនៅលើដើមឈើហើយបងប្អូនយើងទៅចូលរួមទស្សនាមុននេះគឺបងប្រុសក៏គាត់បានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិដើម្បីបងប្អូនយើងបានដឹងហើយស្វានៅទីនេះគឺសឹកតែមានឈ្មោះចាហើយឈ្មោះហ្នឹងព្រោះហ่าបងប្អូនប្រិមិត្តយើងចាមានឈ្មោះចាន់ណាមានឈ្មោះដេវីតមានឈ្មោះគឺឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាហើយចូលរួមសេបតម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងហើយនេះខ្ញុំទៅសើគាត់ខ្លាំងមែនទែនចាដោយសារទីមួយគាត់ស្គាល់ស្វានៅទីនេះគឺមានច្រើនហើយគាត់ស្គាល់ឈ្មោះទាំងអស់គាត់បានដឹងដឹងអំពីសាច់រឿងចាអំពីប្រវត្តិនៃស្វានៅទីនេះគឺគាត់ដឹងគាត់ស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់សពគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅនេះខ្ញុំគឺអត់ស្គាល់ទេចាឲ្យតែស្វាគឺឃើញតែថាស្វាឲ្យតែបើថាឲ្យស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់មុខស្គាល់អីហ្នឹងគឺអត់ទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចាហើយយើងក៏ដាក់ចេកឲ្យចឹងទៅក៏ស្វាក៏អត់មែននៅប្រដៅប្រមូលផ្ដុំអីនោះទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចាគឺគាត់នៅដាច់ពីគ្នាដោយឡែកពីគ្នាចឹងទៅហើយយើងក៏ព្យាយាមដាក់ចេកទៅឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បរិភោគជាចំណីដើម្បីចំអែតកាពះរបស់គាត់ចានេះបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាកំពុងតែលោតនិយាយទៅគឺសบายតែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចាលោតពីដើមមួយចូលដើមមួយលោតពីដើមមួយចូលដើមមួយចាណោះបងប្អូនយើងឃើញណាហើយមែកតូចតូចប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់លោតហក់ទៅហក់មកហើយមានទាំងតូចមានទាំងធំណោះបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចានៅខាងលើនោះកំពុងតែប្រសងគ្នាហើយដូចនោះវិញចាគឺគាត់មានកូនហើយតាមដែលដឹងហ្នឹងបងប្រុសមិនក៏ប្រាប់ថាទៅសម្រាលកូនទៀតចាទៅតែកើតកូនរួចឥឡូវហ្នឹងគឺកូន3ជាប់នៅក្នុងពោះពេលគាត់ហូបចាពេលគាត់បរិភោគផ្លែឈូកឬចេកចឹងទៅដៃម្ខាងគាត់តាកៀកកូនចាកូនជាប់នៅខ្លួនហ្នឹង3កូនមកចាហៀងហើយមកចាហៀងទៀតហ្នឹងចាគឺគាត់បកឈូកបកផ្លែឈូកបកចេកអីហូបជាចំណីធម្មតានិយាយទៅកាយវិការគាត់គឺដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចាដល់ពេលដែលបងប្អូនយើងឃើញគាត់ផ្ទាល់ជួបគាត់ផ្ទាល់មើលអំពីកាយវិការរបស់គាត់គឺដូចមនុស្សយើងបេះដាក់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងចាគឺដូចបេះដាក់តែម្ដងហើយនេះបងប្អូនយើងទស្សនាទៅចាទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយ share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទទួលបានព័ត៌មានហើយជាពិសេសចូលរួមចំណែកចាជួយមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វទេជួយចែករំលែកចាហើយបងប្អូនយើងដឹងហើយណាចាសត្វនៅពេលតែគាត់ឃ្លាននឹងគាត់មិនអាចទៅរកស្អីបាននោះទេណាចាតែគាត់ឃ្លាននឹងគាត់ចេះចាំមើលមានបងប្អូនយើងមកអញ្ចឹងទៅដាក់ផ្លែឈើដាក់ចំណីដាក់អីឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់បានបរិភោគបានឆៃអីអញ្ចឹងទៅតែបើថាមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងឃ្លានយើងអត់ទ្រាំទេមិនមែនអត់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាចានៅពេលដែលយើងឃ្លានគឺយើងទៅរកចំណីណារកអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកហូបចំអែតកាពះឲ្យប៉ុន្តែពួកគាត់ជាសត្វគឺគាត់មានការពិបាកបន្តិចក្នុងការទៅរកចំណីបរិភោគដើម្បីចំអែតកាពះរបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងនោះដែរនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងដែលចូលរួមតាមដានទស្សនាតាមក្រោយដែលបងប្អូនយើងអត់ទាន់ដឹងដែរឃើញចាទស្សនវិជ្ជាមកគឺនៅក្នុងព្រៃឃើញមានមែកឈើល្វិចល្វិចនេះ
ដាក់ជាចំណៃទៅដល់សត្វស្វាដែរជាទឹកចិត្តរបស់បងស្រីទីជនីចិត្តធម៌ហើយបងប្អូនយើងតែងតែស្គាល់ហើយណាចាតែងតែលើឈ្មោះតែងតែស្គាល់គឺវត្តមានរបស់បងស្រីទីជនីចិត្តធម៌ចាគឺបងស្រីនោះនៅឲ្យភ្នំពេញចាហើយបងស្រីគឺជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេមិនមែនជាអាយដំមិនមែនជាជំទាវអុកងារអីនោះទេចាហើយគាត់ក៏មិនមានជាមុខរបរអីណាចាអ្វីដែលបងប្អូនយើងតែងតែដឹងឮហើយថាបងស្រីជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាប៉ុន្តែបងស្រីមានទឹ
bong sợi tay để chui cướp về với lia cha hay là nick bong bong về bật chơi nát cha cha này cứ quạt cặp bong tại bay khôn bong anh bong ao món nữa bong bong hắn cha cha nick bong bong về bật chơi nát cha cứ bay khôn mau chấn hay là nick mặt hàng bay khôn mặt hàng chập đam bộ chê nhá cha nick về để quạt trời đau chấn cứ về để quạt đá khôn quạt nơi hàng cạm phù quạt đó bong bong về bật chơi cha nó về quạt đau tới khôn nó nơi bị cầm tàu chuột chân tử hay đó là quạt hộp bay chân tứ, cha, đây mà khang bay con, đây mà khang bọ sờ bọ chê cho môi cọ bọ sờ bọ chu bay chân tứ xanh xanh đôi được bóp ôn nhưng mà tôi sáng hơn chăng lắm, cha, hay mà nhìn nhìn xem mà chụp riệp âm pìa bong đi chân đi chật thoa cứ bong say quạt chia và chia và rót thoa mà đau tê, bàn tay bong say mình tập chặt tay để cho chui mình tha tì chặt tì ngay, cứ bong say tay để cho chui, cha, hay là lấy chạy sờ đây để bên đi chăng, cha, cứ bong say quạt tinh chê chấm nôn buôn rồi snut buôn rồi hà sập snut hay chê nhịn đập mờ tăng bị nôm phình, nha, cha, đập tăng bị nôm phình đập mao dụng mình nhưng còn ra giờ hơi lan về nâng off bay ស្រាប់រៀលមកអបិមិត្តយើងណាចាដល់ផ្ដល់សៀមរៀបនឹងបាច់ស្រាប់រៀលសហួយឡានដើម្បីយកចែកមកដាក់ជាចំណីទៅដល់សត្វស្វាផងដែរបងប្អូនអបិមិត្តយើងណាចាហើយចង់ជួយแชร์ចែករំលែកហើយឃើញខាងត្រង់ខាងនេះយើងនឹងព្យាយាមផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពដើម្បីបងប្អូនយើងបានទស្សនាបានឃើញស្វាដែរនៅក្នុងទឹកដីអច្ឆរិយៈគឺនៅប្រាសាទអង្គរវត្តឥឡូវនេះគឺនៅប្រាសាទបៃយ័នផ្ទាល់តែម្ដងចាដែរបងប្អូនកូនខ្មែរយើងតែងតែផងតែប្រា
ីដែលបងប្អូនយើងស្រឡាញ់ចង់មកលេងចង់មកស្គាល់ចង់មកឃើញឥឡូវនេះបងប្អូនយើងដែរមួយចំនួនក៏អត់ទាន់បានមកស្គាល់អត់ទាន់បានមកលេងអញ្ចឹងចាបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាហើយចូលរួម share ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាឃើញនៅទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាស្វាជាច្រើនឡើយនៅក្នុងចាប្រាសាទបាយ័ននេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងចាឥឡូវនេះហើយយើងបន្តដំណើរទៅខាងមុខនោះទៀតដើម្បីដាក់ចេកទៅដល់ស្វាដែលជាចំណីចាដើម្បីចំអែកប្រភេទបន្តទៅមុខទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងណាចាគឺរកមកត្រីយ៉ាងតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងចាសំខាន់មិនថាប្រវាបញ្ហាយ៉ាងណាទេគឺយើងនឹងព្យាយាមចាដឹកយកនៅទិដ្ឋភាពដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាបានឃើញណាចាទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពស្វាដែលកំពុងតែក្នុងព្រៃចាហើយនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងណាចានៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលគាត់ហើយយើងពិនិត្យមើលគាត់គឺស្អាតហើយគាត់មានទឹកមុខចាគាត់និយាយទៅដូចមនុស្សយើងបេះដាក់តែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងចានោះខាងនោះវិញទុំណាហើយជាពិសេសគឺស្ថានភាពគាត់ជាក់ស្ដែងគឺដូចមនុស្សណាតាម 90% ដូចមនុស្សតែម្ដងចាគាត់ទាំងវិការអង្គុយក្រមណាធំធំចានេះធំធំនេះដូចជាក្រមបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងណាចាមកហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងណាចាគឺពេលដែលគាត់មកហើយចឹងទៅគាត់មកជាក្រមរបស់គ្នាគាត់ចាតូចតូចនៅម្ដុំទៅធំធំនៅម្ដុំទៅហើយនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើចាគឺគាត់មាននិយាយទៅទាំងថាស្អាតហ្មងចាធាត់ហើយគូឲ្យស្រឡាញ់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងណាចាសម្រាប់ចិត្តនេះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺគូឲ្យស្រឡាញ់ហើយឥឡូវនេះបងប្រុសដែលគាត់បានរៀបរាប់ក៏ដូចជាបានស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងគឺបងប្រុសបានមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែរចង់ដឹងអំពីឈ្មោះរបស់ស្វាដែលនៅប្រាសាទអង្គរវត្តឥឡូវនេះគឺនៅប្រាសាទបាយ័នផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាចាចាគឺទៅនៅប្រាសាទបាយ័នគឺបងប្រុសគាត់ស្គាល់ឈ្មោះស្វាចាស្គាល់ចាំឈ្មោះនោះឈ្មោះចាឥឡូវបងប្រុសឲ្យជួយប្រាប់ឈ្មោះទៅដល់បងប្អូនយើងតិចណាចាទៅយ៉ាងណាជួយជួយឡើយយើងមើលទៅមើលមេឈើណាអ្នកដែលគ្រូឲ្យខ្នងមុខអត់មានកូននោះឈ្មោះគាត់គឺព្រីយ៉ាណាគាត់ឆាប់គាត់ឆាប់យមោះមុខគាត់ឆាប់យមោះហើយនៅខាងក្រោយកំពុងអបកូនគឺឈ្មោះដែលកូនគឺកូនគាត់
bom học cô nữ cô gần chân cô nên ông bom học tôi trao chị chào hiểu nghe chân đi bà bạn chân này để cắt côn nó cắt côn sợi mảnh để chúng ta ăn miên bay cái nòng nó cứ mùi như ngày nữa riết 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 sợi hạt riết nó cắt côn sợi mảnh hay cắt lợp miên của quân cắt côn bị chăn môn này với thân là côn nó cứ trao bàn pi về bên chăn môn để xác cắt là cho nghe thêm chiếc bọc cắt cắt ở sợi chém mùi thẻ ra côn cắt côn máu côn kẹt sập tới nè sập nó ngay đâu rồi rồi lấy được cắt bàn côn mùi rồi cũng cả thằng mấy tên đang tập mê chmu thế hay dương thằng đại chmu bị mấy ta là đang mê chmu bạn đang dương sầm lại chứ nè miền cái nông trường xa đấy miền miền đi miền riket đi côn thằng côn chmu bò nè côn chmu bò người ta mới chmu là prangko chmu người ta bị prangko mới miền prang ích nè cầm cua xa bọc cắt ấy phụ nữ cứ cực cà phê này cơ na mặc xe này hay hay sờ lạnh cô na hay lơ vì bây giờ na tiết trời chìm bay tiết nước chmu hờ dây Teresa Teresa mau miền bộ này cơ nơi tiết nước miền chmu dây Kara trong cầm cơ nước cơ sờ lạnh cô chào cơ na pa mà đi ở đây hiện pa cô chào cơ rút sợi cha rút mò rồi rút mò rồi nói như ngay na cái đó đứng đứng gật mò rồi hay Kara nung dây Kara nung cầm nom cái gần nó cứ gật vây cha xong là thay cha chuyện kì hay gật rồi ngay gật đôi khi mình miền thuê cả thì ăn miền cồn đấy tuôn ti bỏ cất vậy cho anh cứ ra mời chạm mời cồn rồi kì mời chào chào mà cần mời chào chào người chớ nào đây chúng mình cất bay buôn má rồi ba mươi năm má này hiện là ba chào cất say tích rất mau khăm rồi 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 chẳng bàn than nè để mà bọn cố đăng đường ráo là ba cồn chào kì nâng game mà đường khăm ơi cái game mến chỉ là khăm dương ti dương cái dương khơi tôi nhưng từ lấy nhau đằng hay dây nó cất bông đó kia chào cất để mà ra cao cất buôn trăm hay là mua được nè mua được nó là bây dương chẳng ai tính dương ba bút màu rồi khăm rồi chẳng mua hết chưa nè tại sao dương đằng giống trong việc sát với miền nó biết về đây là bởi việc khám dưỡng việc khám mua lại chẳng phải mua tiết bây giờ ở chỗ này dương một đó dương ở chỗ này châu lê nhá dương ở chỗ này dương ở dương ngọt bỏ sáng dương ở chỗ này dương tiền một bình bây giờ tiền đại một bình nước người ta mà khám mà nước rau khám mà bà nước rau khám mà dương ta rau khám rồi sao khám rồi chẳng dương trong miền nó biết về nè dương miền mẹ đa của ta mẹ bảo cái chmu nó chích nè đa của ta ấy chmu kì đa của ta nếu một cà bị tối đường sát ai lâu mộc lên đôi và mộc lên đôi giờ nẹp phục thay gì nghe nẹp phục xe nhà để đăng khoe giờ cà bị vượt rụng riêng ai đa cái tai xem muốn thợ miền bộ vượt rụng đây cam xóa đăng xóa chmu cam trâu là hàng cầm xóa tô cái lên tập đoàn bị say hàng cầm cam trâu một rụng bù ai khi nhóm thương tha ở đâu hay bên là sạt xóa miền lệ nào bị say kia mai lịch du du tới chỉ đó nào lúc giờ tập cả đây tập rồi bị bệnh mà tu hồi bà bảo atomao để chạp vô tàu đây nhâm sọc đây tu bay dân kế miền suy phía và để chạp vô tàu đây tu là bay bằng và tu là bay suy phía để mốc nó miền sơn la này chúng tôi suy phía và là bay ấy trong tam đan mơ cất thà cất miền cái đặc biệt mấy xong bay tam đan cất hốt đặt là suy phía baby và này suy phía mang khi baby mang khi các bạn để quay chân tóc khứ nhá vì tôi nhũ đeo bị cua sơn la nhá mai chân nào chân nào hay hay khôi để bắt là khôi anh bắt cái gì trên đây luôn bố hay lúc lên đó mẹ hay sai nhớ là tham bố vẫn sai là coi này biết gì cứ trên địa đây năm ba năm cô đó làm đấy chơi chơi những kì anh trong ca này bắt luôn ca này bắt luôn ca này bắt luôn bố sĩ kia tao thằng nó cứ miền bây giờ cho nó lâu phục lâu kì sọc sai chơi nó này này mẹ đẹp sờ lạnh sĩ kia nè bà lúc cái nào bị tôi thì sĩ kia Swift Peer. SWETPEA. Rưu gọi bọn bọn vay sọ cắt tha SP. Vay SP. Tao tội bà gắn ở tội. Cắt rưu riêng gắn mân chẳng nghe thật. Bà khả mày yên mân ốc thân nhật. Bà thân nhật. Mày này thật cất miệt miệt lát đấy cất hộ cất hộ giật nên về cất thầm hỏi mơ rụng trong cõi cái rụng trong cõi cái rụng đẹp cất miệt rồi bù hình trong bộ vật bọc cất đẹp cua nát cất cái miệt này tha cất trâu tụt tu cross lại lại cho pi một tổ bốc nó khẳng chương bài gión hơi dương ban chui sừng cua cất và trời máu dương ban vô cất đòi một chút cua sa cất ban dễ bay bay dịp pi rưỡi bay thay và trời máu cái chạm vô tổ tiệt nhớ mà nâng chia chúng nói mùi đây dương sừng về nhá dương sừng nó cất dương trong ban cất một bình nhá phụ dương sừng lại cất dương sừng lại cất nè còn thế cất miệt lâu miệt chỉ biết rùa
away đây thưa dương sọc sao rồi đợt trâm mình ban miền bờ cam nó cứ xoa sạch bọ này trời chỉ sạch bọ này tiền là sạch bọ này tiền là bọ sịp tiền này để này chúng mua thật sịp thì chẳng sịp tiền miền mũi tiền đã riêng ra đi cất để cái chặt tàu mưa tàu khơi đội miền tây buôn nước chúng mua thật phiền lịch nó chỉ ở bọc tạm bất chi sơn đan chỉ cứ cất bọc cất chỉ ở bọc trong để phiền lịch nhở miền là bọc gạt bọc cất cứ chúng mua chỉ đôi chỉ đôn nào thế nào nhom đôi chỉ chúng mua riêng ngay vừa nhom màu thọt cái đó nhưng mà thật cất cất để về nhà để nè để sập tàu muốn nữa này vậy đó mà chẳng ini si tu lebay wah yang nah tu lebay nah tu lebay macam krom amri tu lebay macam krom member ke chain main dengan jai min muncul juga ba min rugi nak rugi ba cone yo ba rugi mu ni pandai jeng yo tam tam pi chong ge da motion kok ni nah tam motion kok ni ba nang dara lebay yo ba dara lebay oh pek bu lau yo kat mien tamngon bai 13 kilo 12 kilo ka thlang leung dabon dabong ki bai ji 6 khai mon ke 13 kilo chieng ngon 3 kilo bên rồi mà cắt sọt kilo và cắt sọt kilo nó sọt là 12 chieng đây xa chẳng nghĩ thật nhiều chả thoi chứ này ba đó là này xong rồi đến đây ba ba xong rồi đến đây ô miếng này thêm một miếng thêm này này ai biết tao bán đây một bên thương má cha cứ sạt khăng mình tên cha miền tẹt mũ tẹt ấy hay đội bom ôn dương bạn năm hai bom phong đã còn đăng một cái cuộc quát sạt qua nơi bờ sạt bay yon này cha chẳng cứ bom pro quát rìa rộp ra thả qua này chua ấy hay là tu lập bay là tu sủng khăn ấy cứ bom ôn dương bạn triệt bạn đăng nơi xa bom pro quát ở nơi tin ít toán cứ quát chạm hay bom ôn dương đăng hai nữa cha cứ sủng bay tận đi trong toán tại mà nó ngõ tại mà nó khơi là xóa đăng than là chua ấy là một mạch em mạch khóc điểm mạch cứ ấp nắng này cha đang ở đó ưng khơi sạt xoa bàn tay sầm đập bom prok toal ra mặt đó người quạt nơi tin đi cha quạt ở school thì ở sạt xoa chắc bà mình tên cha nơi xa nẹn na chỉ chơi nẹn na chỉ na na cha nẹn na chỉ một cây nẹn na chỉ bò để qua nẹn na chỉ câu lấy cứ quạt school từng ở trên mặt đó bom ở bên trường na cha đây cứ tập chặt quạt xa nằm mình tên cha hay đồng bom ở bên trường na cha cứ nâng coi lơ mây chơi hay bay câu mà chả hiêng nhưng tới bom ôn nhưng tụt lá hay cứ xe chạy đập lên cha nên bom ở bên trường na cha hay ở coi chụp đẹp chun thật ở bom ôn test này cái chun dương phong đáy thà được cái đồng thay ní cứ đi trong ban hôm giọt là lại che cha được bom bom đây thì chỉ đi chết khó đập bay đạn sập vã để nơi gặp sát bay chun đập bay ở sập vã thay chưa từng ngày đập bay ai đập bay hay được bom ôn nhưng tụt lá thôi trong một cung đây không lớn cha ຕົ້ນແຕ່3 កូនຈັ່ງຕາມດອງໃຫ້ນີ້ខ្ញុំກໍໄປຕັດໂຕໃນສັດຕະພິບឲ្យບ້ອງບ້ອນຍັງມັນເຄີຍນະຄືໃບກូនຈັ່ງແຕ່ມາດອງບ້ອງບ້ອນໄປບັດຢືນນະຄືກូនກໍໂຕຊິໂຕຕະກາໄດ້ຈ້າດູບ້ອງປະມານຈະມີຊວນຈັ່ງຄືກូនກໍໂຕຕະກາໄດ້ເນາະຈ້າອັງກຸຍສົມຈອງຊື່ງໃບມາຂ້າງ3 កូនចឹងតែម្ដងបងប្អូនពិតយើងណាហើយឃើញទៅស្អាតតែម្ដងចឹងបងប្អូនយើងដែរឆ្លាញ់សັດបងប្អូនយើងដែរមានទឹកចិត្តមេត្តាធម៌តែមានទឹកចិត្តតែចុះជួយដល់បងប្អូនទីកន្លែងអីហ្នឹងបងប្អូនយើងចូលរួមទស្សនាហើយចូលរួមផ្សេងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់មួយចា៎ឥឡូវនេះបងប្អូនពិតយើងណាចា៎ទស្សនានេះ cứ ta mà đong cha quật nâng ở nick xong mà chăm chú hết bọn bọn mình bật dương nát cha ở đang thấy chú ấy tới to tại bom pro bằng quật chăm chú bà đây nick xong ọt chăm mày vận tải tầm khán chấm riệp chú này bọn ôn nhưng bạn đang bạn khơi cha sạt qua nơi ở bờ sạt bay yon cha nhóm ở quân nè đại lục tú cha ban thay để sạt sạt tỉnh ở đi đập bay chết dương cha ở quân tràn bom nát quật và có chỉ sáu chết ai đôi nick xong bạn chấm riệp chú trang sầm đập bom pro đại gặp phong cái châu rung tư sna hỏi châu rung xe chạy đập lệ cha đập bay bom pro dương ban tụ ban pro đồng miến cứ được cái đồng thay này cứ ແມ່ນក្រុមថ្មីចូលមួយទៀតហើយមកចូលគាត់ហើយមកចូលគាត់តោះឥឡូវយើងបងប្អូនឥឡូវយើងសូមចាក់ចាញ់ពីក្រុមអេមប៊ឺមួយរយៈឥឡូវយើងបន្តទៅក្រុមថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាក្រុមអាឡិចសាន់ដឺណាអាឡិចសាន់ដឺជាក្រុមស្វាប្រៃទេហើយក៏ដល់ងាយចាញ់ពីប្រៃម៉ូរ៉ូចំណៃទេអញ្ចឹងការស្គាល់ឬក៏ចោះក្រុមនោះងាយមែនទេបាទបាទងាយចាញ់ពីប្រៃទេអញ្ចឹងការ ដាក់ឈ្មោះដល់កំណត់ឈ្មោះឲ្យស្វានឹងគឺມັນងាយចាំបានអត់ទេដោយសារការរីកចម្រើនលូនលាស់ណាអ្វីរបស់ស្វានឹងគឺវាផ្លែកជួយផ្លែកហើយយ៉ាងទីខ្ញុំបានចំណាយពេលមួយវាច្រើនទេដោយសារក្រុមនោះវាលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ខ្លះៗទេណាស្គាល់ស្ដាច់ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទៗៗអញ្ចឹងបានន័យតែក្រុមនឹងគឺអត់ដាច់ចេញទេនរណាកំណត់ចេញទៅចេញទៅចេញ
xem xì vô à lấy chân đó lâu không tay liệt luôn cho ngay chấm này tao miên thế lâu nè cất mò chân rồi chấm này ở miên thì di chuyển rồi nói bạn tâm tình ô cầm mà lấy chân đó ôm à ôm cầm mà lấy chân đó tao lấy chân về ta để ruột ba lần này vậy tao chân cái kia bê hết nè về ruột đây về khai à xem tổ à xem à lấy chân đó nó phụ về sao bây giờ mình đang chân bê cứ cất đặt tao hiện đâu thì giống ờ và tiếp theo đó là vấn đề cái nào mình đang chụp chân cứ ở ai chụp chụp đấy nó mới mới tạo ấy không lượng lượng cái nào là cái chụp đã rồi ở đây dừng lại bên đây này xài nó ruột bà đây chụp đâu ruột chụp đây bà đây ini ni men ni ngendang kui ning men krom Malaysia dari krom member dari kat semua Mr Bon nah mama cho chat mo nyum prab lekna bu kat ade kat lo di Mr Bon ku me jeung men lekna sengkel bo kat ku kat lachi chweng bo kat kat dai Mr Bon ade lachi chweng di nah me thot mo khoeng at me lachi chweng chmo kat Mr Bon hai kat ning ku tai ku chmuoy Daro dai chap tau ning kat chi tehien chu mok dai Mr Bon nah ba tehien chu mok kat nau ka pia kra krao chang nah hai muoy tien no nó cứ xóa anh lấy cái hạt thịt tail rồi cái túi clay rồi cái túi chrup là chmu rose rose à làm dễ cái này hay cận miền nữa nó hay cận miền khôn mới chmu rạch còn chmu là còn chmu rạch những miền là dụ màn chỉ phải chỉ buôn khay chieng cái này mà lấy những miếng mốc này đây nhầm dây muốn cứ chmu bonita này này bị clay nó ruột nó à lâu nay bon cũng vong tam sơn lanh bonita nhớ nhầm dây và này bon chmu lấy tam sơn lanh bonita này sát sát cái miền liệt cái nạ ca nhẹ nhõng ca sờ lanh kia khóc vì vì play tí đây đó liệt đôi chấm đôi dương đây việc mò play sát đi alo mở cất miền alo cất bông mèo ram mà về đam thấy nhầm dây à phiền đi chơi nổ nè cất lanh cất tam nhé tam địa tổ cho cất nước khi chua bôi nịt ta ba đã lấy dương tôi mơ lấy chân đơ nó ba trong lấy chân đơ đó tôi mơ sáu năm tiền lấy chân đơ đây mình sạch vào việc riêng sáng à nè sát miền miệt lăng ngâm á giờ đi chụp sạch chân đấy, nó sạch đèn quỳ, sạch Alexander, nè, cận cận miền thì ra cài nhá, nó về nơi chết chẳng, dương nơi chết nó không kịp ở nơi chim á, tụt bậc nhâm nơi chết ở đây này, cho nên đằng, cho nên ở đây cây cho đặc biệt một vài tịch nhá, đây là đèn quỳ nữa. Bọn bố này xa này có bông dư rốt ô hôm nay cứ Alexander đó Alexander Alexander cứ dư sạch nè bọc khổng này khổng này miền xe mai chất chân đây nè Alexander xe mai chất quá cất nó chân hay gì chiêng xa dục bà sạch đó này sạch sạch bọc khổng này khổng Alexander nó cứ chung bọc cất rồi đó sạch khổng bọc cất chung bọc cất rồi Alexander vẫn chân nằm mất nè mất xe riêng xa này nè bạn khổng này miền con xa mùi tùm con thamay thamay chung bọc tha dây lô ra Laura, chmua Laura na. Laura hay con bọ cất cứ con chmua là miền chmua tha Lux là L U X na. Na chmua chmua Lux cất cất con đôi chi tha mà chu ngay bon Christmas na. Ờ ba. Bắt đầu ăn nghe chanh máu đi, vậy nó cất cất liệt luôn. Ba ba ba. Ăn đi ni có chi mần trai ba kia đấy, khiem đôi chi chmua tha Santiago na, Santiago. Ba, ở trong này ba tu srai na, trong này tu srai srach ba kia cứ chmua tha Yari na. Yari ba. Yari ở trong khơi ngani thế. មានឈ្មោះច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំស្មុកអស់ទេមានឈ្មោះសាន់ឌីយ៉ាហ្គោមានឈ្មោះសាចមានឈ្មោះឡរ៉ាមានឈ្មោះលួយមានឈ្មោះច្រើនណាប៉ុន្តែនៅដោយសារដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាអត់សូវចេញមកខ្ញុំបែកគ្នាទៅយើងផ្លែកមុខខ្ញុំចាំអត់អស់ទេព្រោះទាមទារគ្នាយើងច្រើននេះដែរនៅគេស្គាល់អ្នកថតមុនខ្ញុំគេស្គាល់គេអាចប្រាប់បានច្រើនយើងនេះណាណាចាប់ប្រាប់បានច្រើនយើងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលគីអាឡេសិនដឺតិចខ្ញុំចង់ឲ្យមើលច្បាស់អូកានេះបងថតបើបងថតចុងមកជួយនេះគាត់ta ta 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 ta
អលេសាន់ដឺណាអលេសាន់ដឺណាធំនឹងហ្នឹងណាបាទស្ដេចបាទគាត់អូនេះបងអឺគាត់មានរបួសរហូតធម្មតាដែលខ្លាយខ្លួនជាស្ដេចដែលខ្មែរយើងតែនិយាយថាប្រើលក្ខណៈច្បាប់ព្រៃមានន័យថាវ័យណាស់ខ្លាំងនោះឈ្នះណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអលេសាន់ដឺគ្រុយគ្រីដែរដើម្បីការពារពុះពងណាកូនចៅគឺគាត់វ័យទាំងអស់ក៏ឲ្យតែជួបនិយាយរួមពុះឆ្វាឲ្យតែជុំគ្នាក្នុងក្រុមមួយមួយដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីព្រឹកមុនហ្នឹងគឺថ
ចាំមើលតើសើបបច្ចុប្បន្នគ្នាឲ្យចោចចាស់នេះត្រូវអីនេះចោចចាស់ដែរចោចចាស់មន្ត្រីមួយលើនោះយាយយាយលោរ៉ាចាញ់មកឲ្យកូនដែលខ្ញុំថាកើតថ្ងៃនេះនោះមានកូនអោបនោះកូនគាត់ឈ្មោះលុចណាកូនលុចក្រុមនេះក៏ជាក្រុមមួយដែលខ្ញុំជួយចិត្តដែរដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្ញុំអត់ចង់ឡើងមនុស្សច្រើនខ្ញុំច្រើនមកថតពួកគាត់ប៉ុន្តែដោយថ្ងៃនេះមិនមែនបានរត់ថ្ងៃនេះដោយសារគាត់អត់មានចា
trong đợt rầm tam đan cầm cật chập đợt ngày đấy bạn thấy đời xa việc lại đôi tháng ngày khơi như vậy và ngoài tranh máu nhưng của bạn đồng bạn bắt đặt vô rupee video bị cận mong đăng tin tăng một con để con đoan nơi đứng phải chịu vì nhân tây bắc sơn màn được theo mà đã cất chấn lạp là hột cất chấn lạp đồng bay rồi dùng đấy thì mũi chấn lạp đồng bay rồi dùng đấy thì pí cứ cất kích luôn thì cầm sền cái này cầm em bơ ông ma tha cầm em bơ trong đa thì bài giòn chúa thâu long phiên hạt bông tuổi ấm bà sơn chỉ cất nơi càng càng bông đấy cất rốc cất nhở luôn thôi cái đa mò thì trường máu cất đa được bông cất đa thoi 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 hột như này thoi cất thoi cất xanh xanh cầm xanh nè máu cầm mũi tới cái lạnh xanh nhở bà cầm mũi lên xanh cái nào đây trước nha cái đa này bà sơn chỉ ăn bay như thế cất rốc chi riêng cái luôn này cái rồi cái chỗ bay hay bay kia đâu phát bằng cất chỉnh nhỏ giống bà thì đây ngoài như đây mày đây nhỉ đường này đường kia này nó cầm cầm này em bơ nó cứ cái chỗ nó hỏi cái chỗ chỗ bà sạp bà giòn phải đấy này tiếp ban cất chỉnh mỏ và đây lại vì bực nước trong đàn em nghe trong đào đồ bia ban đồ khởi nhớ này ở lâu đấy này vì chỉnh mỏ đấy nghe liệu cái này về 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 cả cà phê luôn từ nơi biển này đấy bong bong à thông nô đen ca chứ bong bong à thông sai nhóc ca chứ bong nô nô này ở xa này xa phơi phụ phụ xa phơi ở bộ bạc cũng không thích bỏ này ở tàu sáng nghe chơi chơi cái bàn này cha cha ở phụ nó có cầm nó xì cầm em bờ xì nó ai chết bàn đó phụ nó có cái ai cầm bỏ cái này bong chụp được chúng ta bong bong cho bong bong những bàn vô là chụp bán đó bong đấy có ta cầm xa ra màn và màn cầm cứ miên cầm khác cứ cầm cái cầm khác nơi khang na cầm khác nơi khang na ແລະជួនបងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមកលេងឲ្យក្រោយបាទនេះក្រុមម៉ាឡេសិនដាក្រុមហ្វាព្រៃភាគច្រើនពេលក៏ឃ្លៀនគឺម៉ោង 6 ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងដឹងថានេះជាក្រុមហ្វាព្រៃមានលក្ខណៈការបន្តិចណាអត់ចូលចិត្តបានទេលេងអីហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមកបងប្អូនសូមប្រយ័ត្នណាហើយបើសិនជាចង់ឲ្យចំណៃពូនេះគឺបោះឆាយឆាយទៅណាបាទបោះឆាយឆាយហើយក្រុមអេមបឺដែលខ្ញុំតាមមិញមានពីយ៉ាណាមានព្រីគេតអីហ្នឹងណាមានការ៉ាមានមីស្ទ័របុនអីបូនីតាដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺក្រុមអេមបឺគាត់ធ្លាប់នៅប្រឡូកជាមួយមនុស្សគាត់ចិត្តមានតែទទួលចំណ
hơi hơi tiền nhiều bình nhưng kiểu bỏ phát tàu này hơi bơm miên không bây giờ cũng mọi chỗ liền này này cũng mọi chỗ riêng cũng lái tàu bây giờ trong tàu cái nào xóa khăm tới nhưng mà tôi sẵn rồi lo mò về cái này mò không phải đây là để cái đó sắp thì nó về được xóa khăm tới tăng ra mà tôi thật xóa chưa chứ à cái này muốn khăm phải bắt sắp thì rồi hơi cái côn tàu hơi sờ bài soi chứ này soi lên nhà về miền bảy hả và vậy này phải buộc trong một cái buộc trong bến cứ trong miền xong rồi trong đây miền Việt Nam liệp làm ơi mà miền là buộc làm cái này nhưng liệp ơi sắp và thấy nó làm rồi mà nó nhưng miền là coi miền đây rồi đã đây liền nữa này và trong bao miền nam non bắt đầu từ cầm mùi gì phụ nhóm nhóm công tam cả bắt đầu từ cầm hà nội cầm mùi gì này cầm hà nội trong một cái mình dân này gặp phong là cho rung tuấn là hỏi cho rung xe cha đồng lại bật to đôi chạy bong pro phật ban sự việc tuôn từ bao bong ôn dương trắng cha cứ qua cha chỉ tra nơi con ông mà bật sạt bài yon to tại mà đong hay ở mua sĩ kê là năng niên trong tôi chỉ mình soi cha mấy bong ôn về mình dương đó cha to tại bong pro quạt ở chấm riệp bong ôn mặt quạt mua còn tại niên trong chấm riệp tuôn từ bao bong ôn tất cả cái tuôn dương này gặp phong là cho rung tuấn là hỏi cho rung xe cha đồng lại bật to làm bài bong ôn dương từ tu ban pro miên cha làm bài bong ôn dương từ tu ban pro miên hà lời nên cha cứ
sạch qua chị tràn lại nên cho một bạn đã sạch chế đã đã phải chế ở chưa chấm này cha hà lời này ở phải chế nhu cư chi phải chế để bóng xây cái chuyện này chật thoa để bóng xây còn tay cho mình tập chất tay cho mình sắp rắc thoa tay để chụp chui thật ở bóng ô một chiều rồi dương này hay chạy tay được bên này chẳng còn hơi sát cha ớt miên chấm này ớt miên đây chúng tôi bóng xây của bạn tinh được chế cha tinh chế tinh y cha do mau làm bây ở qua cha chay chế chấm này làm bây giờ chúng ai gặp bè hàng đây hay bóng ô chúng mắt chưa hơi nát cha mà đầu dương về để dương clean cha dương ai đau từ rồi tình đi đau từ rồi tình đâu ai bảo sân chỉ dương khuyên lôi tê nè dương ai nha xong kê xong bây tớ ai cảm ơn hộp bằng tay chẳng buộc sạch vinh đôi cho bọc ôn dương màn trịp cho bà hơi nè sạch được về để quạt khuyên quạt màn ai cha tình chẳng nay đúng mùi cả tình nông tình lại chờ ai đầm mây bó được phục thương quạt màn tê chẳng hai bọc ôn dương nè cha chui xe đầm mây chai đầm lê ai bọc ôn dương bạn đang làm bị tập chất bọc bóng xây đi chân đi chất thoa để bọc xây tay cho mình tập chất sẵn đó cha tèm bằng nu tèm sát cha chạy sẵn đây để bọc ôn dương bạn khơi nơi bọc xây tòa tay mà đón cha cứ mình tha sát sky mình tha sát ma sát sky sát ma sát ma sát sky ấy nụ tê nát cha cứ bọc xây tay tay chui tay tay sẵn đó cứ bêl tay mà đón cha đôi chạy sẵn đây để ca môn chân cho tôi chui bọc ôn chưa bỏ rốt nụ cha khơi sky miên chung ngư khơi sky chư ca tập vãi cật ấy nông bọc xây nông cha áo chui tập bệt nhờ tập chìa ba lá ở thân nam bộ man ở ấy bộ man nó cứ bong xây chỉ nè ở trên lay ở thạm ca ở to tay mặt non nằm bay cha cha nằm bay ở sky miền ở chia sạc sạc bao to tay mặt non một bình mặt dương nè hay ở khơi cái lá tiết cho thật ta mặt nát hai sành sen cha mình tha sky chư mình tha sky chẳng may cho sker may nó cứ bong xây tay cả tinh bay tinh sầm lo tinh tây ăn cho mọc bay chụp bó đạo bay hay chạy sạc đây bóng ôn cho mặt đắng đạo sky cha chụp bó bay đạo sky bóng ôn bình mặt dương nát chẳng hay chạy sạc đây nát đôi giờ sắp ngày nay còn đằng nơi không tiếc bong xây đâu còn ta chỉ chăm sky nó cứ trao anh lang mình tên nát cha tiếc thôi sky nó ôm phần đọc mơn nó sầm rạp sky nó ơi bóng ôn bình mặt dương nát cha từ được cha con sạc lạnh sát con cái tha sát smog xì mũi đông mặt cha sát quạt mình đằng ấy nát cha chẳng hơi quạt ở cổ miền chất anh đã sâu từ đó sát ở lời nay cha mặt đó xóa nơi khang ở khai cha xem rip toal tại mặt đong nó hay khơi nhà ban phai miền mao nó cứ dòm nè mà chỉ cây nè mà chỉ cây tới chân tại mặt đong bọc ôp lên mặt dương nát cha này nè mặt hà phai ấy tế bọc ôp lên mặt dương nát cha áo tại ban chụp ai cặp pe cha cứ tốt mao vô vi chân tại mặt đong nó vô hơi nó chui phải chê cha chui phải chê áo từ hàng cày tiệt ban khâu này hơi nó phải chui từ hàng cày tiệt đi cứ chỉ cài chạy nghe thôi để tập chất bọc bông xây đi chỉ quạt miên thôi cha quạt chạy chậm chạy to tiếp này cha nhưng mà tôi nghiệp to rồi đó để có một cái gì làm cho nó nè tôi chạy kia mà chỉ cần tôi bán hết từng quy trong tâm đồng cha tầm việc mua kia tôi chơi tám tôi không tám thống nè cha nè tám một cái người tôi chúng tôi nè cả ba lấy một từ từ à nó không không từ nè có cả hai chưa mà thằng lâu đấy tôi bên đằng này nè dạ này bọc ôm bên mặt trường nhé dạ bong bong live về để bong pro quạt đăng làm pi phục quạt bọc sạt quạt co làm pi chuốc cứ miên bong ôn dương châu tu sơn á trào là đập pi say ở sơn đăng chmu học tới quạt chmu chẳng cứ học sơn miên nè tu sơn á ở đây dùng khăn bong ôn dương để chẳng đăng làm pi phục quạt cái đôi chỉ chẳng đăng lấy chmu lấy sạt qua đại nơi bọc sạt đại yon đi bong ôn dương châu rum tam nan hay châu rum tu sơn á hay châu rum xe bật to bật tít tít nick chuột chmu bong pro nằm bay bong pro quạt ở rìa ruo cái đôi chỉ chẳng ở trap làm pi phục quạt lấy cà rốt nơi được bọc sạt qua cha sạt đăng chmu ấy cha hay trời chỉ mạch trời chỉ sạch chim khnề mạch trời chỉ bong phôi nương khnề rồi mùi cả con trai chẳng mạch chẳng mạch bong phôi đưa cho luôn tu sơn á hết xe chạy đầm lầy mà nẹt mùi nẹt mũi và tiết tiết nít nhưng chuột chỉ mùi bong phong tai mặt non cha cha chuột chỉ mùi bong phong tai mặt non bong phôi bên mặt dương nát cha này dồ máu thì lại bong phôi bên mặt dương nát cha cứ cha tu chân tai mặt non cha máu cha lăng sập tai mặt non bong phôi bên mặt dương nát cha nó tao chưa được bọc bên mặt trường đó cha cha cứ tao chưa được bọc bên mặt trường đó cha cứ miền tràn cái làng mình tên hay miền bông ôn vô để quật ở mà cứ sơn nam mà đang cầm sam thằng ngày trong sầm ra sập đá cứ bọc ôn dương tay cho miền đôi chị chê miền dịp lại thơ cha chút thôi này bọn bên mặt trận sẽ chuẩn bị cho công tác tập na ba mấy tập quá và bọn bên mặt trận mà cứ tràn mình tên và hai bóng xây ra trên hết chặt thua bóng xây ban
ឲ្យខ្ញុំបានទិញចេកនោះចំនួន450ស្និតបាទដោយសារការយល់ឃើញបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពតែពេលនេះគឺស្ថានភាពនៃ COVID-19 វារាលដាលទូទាំងពិភពលោកបងប្អូនប្រិមិត្តយើងរាលដាលទូទាំងពិភពលោកនោះគឺភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមិនសូវបានមកដើរលេងទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអត់សូវបានមកដើរលេងនោះទេបាទអញ្ចឹងសត្វស្វាទាំងអស់នេះតែនៅប្រាសាទបាយ័ននេះគឺមិនសូវមានអីបរិភោគទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងណាគាត់កំពុងតែហែកផ្លែមីនបាទហើយជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងផងដែរបាទបើសិនជាចង់ទិញនៃផ្លែឈើឲ្យស្វាគឺបងប្អូនយើងទិញផ្លែសាវម៉ៅផ្លែឈូកផ្លែមីនបាទអាហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តដោយសារផ្លែចេកបងប្អូនមិញមិត្តយើងគឺប្រាក់ច្រើន 90% គឺមកទិញផ្លែចេកមកឲ្យទេដោយសារស្វាចូលចិត្តផ្លែចេកបាទប៉ុន្តែគាត់ទៅលួនជាមួយនឹងផ្លែចេកតែម្ដងបងប្អូនមិញយើងគាត់ហូបរាល់តែថ្ងៃណាប៉ុន្តែគាត់ពេលបងប្អូនយើងដាក់អីផ្សេងដាក់ផ្លែចេកអត់សូវទេបងប្អូនមិញយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងពេលដែលមកមានដំណងមកលេងឲ្យទិញផ្លែឈើឲ្យស្វាគឺទិញទី1ផ្លែសាវម៉ៅបាទជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងហើយទី1ផ្លែសាវម៉ៅទី2ផ្លែឈូកទី3ផ្លែមីនបាទទី4ផ្លែដឡង់តង់បាទបងប្អូនមិញមិញយើងបាទបងប្អូនមិញយើងបាទនេះគឺបាទប៉ិតជាច្រើនមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនយើងបាទគឺស្វាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់មកលេងកំសាន្តគាត់ទិញផ្លែឈើមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេបងប្អូនប្រិមិត្តនេះបាទមិនថាចាស់មិនថាក្មេងនេះគាត់មកបោកផ្លែឈើឲ្យនេះនេះលោកយាយពីរនាក់នេះគាត់មកបោកផ្លែឈើឲ្យបាទផ្លែមីនបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងផ្លែចេកអត់សូវទេតែថាគាត់មកទៅភូមិរាល់តែថ្ងៃណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទផ្លែចេកអត់សូវទេតែសាគាត់មកទៅភូមិរាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសូមជួយ share ចែករំលែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងថាមានមនុស្សមកលេងប្រាសាទណាប្រាសាទបាយ័នទិញអីតែបងប្អូនយើងផ្លែចេកគឺទិញផ្លែចេកហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនយើងអាចសួរក្រុមកាមេរ៉ាម៉ាននៅទីនេះគឺច្រើនមែនតើបាទក្រុមកាមេរ៉ាម៉ានគឺគាត់តែងតែថតស្វាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ដឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាស្វាទាំងអស់នេះចូលចិត្តអីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតែបើយើងនិយាយជាជីវប្រវត្តិណាជីវប្រវត្តិគឺសត្វស្វាគឺចូលចិត្តគឺផ្លែចេកហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងម្នាក់ទិញចេកមក2នាក់ទិញចេកមក3នាក់ទិញចេកមកធ្វើឲ្យគាត់ទៅលួនទៅវិញណាអានេះយើងនិយាយតាមមើលឃើញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងផ្លែចេកបាក់ទិញខ្លះទៅបាទបងប្អូនមើលបាត់យើងបាទបាក់ទិញខ្លះគឺទិញសាវម៉ៅពិសេសគឺផ្លែសាវម៉ៅក្រុមក្រុមឲ្យខោកបាទនេះបងប្អូនមើលមកទស្សនិកជនបាទនេះគាត់នេះគឺផ្លែដំឡូងបាទដំឡូងនេះបាទនេះឈ្មោះបងឈ្មោះគេនោះបងខ្ញុំអត់ស្គាល់ប្រដៅខំខំខ្ញុំទៅដាក់ខ្លួនទៅសណ្ដែកដីតសក់ដលោងអីហ្នឹងក៏បាទសណ្ដែកដីតសក់ដលោងក្លៀងឈូបាទឈូផងវាចូលចិត្តណាស់ផ្លែឈូក្លៀងឈូជាដើមលាក់នឹងលាក់បាទបងប្អូនប្រិមិត្តជឿបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាព័ត៌មាននេះបាទដែលឧបត្ថម្ភដោយបងស្រីរាជនីចិត្តធัวគឺចែកចំនួន450ស្និតបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវនេះវាអត់សូវម៉ានទេបងចែកតែមកផ្លែឈើលោកចាប់ដល់ដៃតែម្ដងផ្លែឈើផ្សេងក្រៅពីចែកទេណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងបងប្អូនយើងជ្រាបកម្ចៅទិញមកច្រើនដូចបងស្រីរាជនីចិត្តធัวខ្ញុំបាទទិញចែកទិញបង450ស្និត450ស្និតអញ្ចឹងណាបើយើងនឹងដល់សត្វស្វាវាទលន់ជាមួយនឹងផ្លែចែកយើងអាចមកលែកទិញសៅម៉ៅអត់ទិញអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅបាទបងប្អូនមើលមាត់យើងនេះលោក Alexander លោកណាឈោះបងពេញនោះគាត់ដើមមក Alexander នេះ Alexander អានឹងទូរទស្សន៍ជាអីបងដឹងទេបងឥឡូវស្ដាច់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងឯងក្រុមព្រៃពួកនេះហៅថាស្វាព្រៃអូនេះបន្តែចេញមកទីចឹងនៅពេលដែលក្រុមមួយក្រុម7ទៅនោះបាទអញ្ចឹងណាវាទៀនពេញមកណាក្រុមនេះអរគុណបាទយល់ជូនបងប្អូនយើងបានបាទអរគុណបងប្អូនប្រចាំទីមិត្តដៃមួយនោះកំពុងតែជាបរិបទកំពុងតែឲ្យចំណៃនោះឈ្មោះថា Alexander ឥឡូវគឺជាស្ដេចនៅក្នុងក្រុមត្រីនៅហ្នឹងហើយស្វានៅក្នុងនេះមានចំនួនច្រើនជាងក្រុម Amber ដោយសារក្រុម Amber នៅពេលនេះគឺបានដើរទៅជិតប្រាសាទបាយ័នហើយដូច្នេះហើយក្រុមនេះអាចចេញមកបានបាទហើយចំណៃយេតិមួយនោះកំពុងតែអង្គុយស៊ីបូននោះបាទយាយនោះឈ្មោះកាត់ UVពីបែកនឹងឈ្មោះ UV UV បាទបាទឈ្មោះ UV នៅក្នុងក្រុមប្រៃនឹងបាទហើយនឹងកូនចៅជាច្រើនទៀតប
ដែលយើងមិនអាចចាំឈ្មោះអស់ទេព្រោះអីណែក្រុមប្រៃភាច្រើនគឺយើងមកថតមិនជារាល់ថ្ងៃប្រហែលទេព្រោះគ្នាយើងថតបានក្នុងក្រុមអាំបើក្រុមអាមរីក្រុមផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែក្រុមរបស់នេះសិតតែជាក្រុមស្វាដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ទីបំផុតបានបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអរគុណបងបងអរគុណច្រើនដែលបងផ្ដល់នៃឈ្មោះស្វានៅទីនេះហើយឈ្មោះគឺប្រមមែនតើបាទឈ្មោះសិតទៅឈ្មោះកាត់បរទេសទាំងអស់តែម្ដងអត់មានឈ្មោះស្រីស្រស់អីតងវងអីអត់មានទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share ចែកចម្លែកព័ត៌មានទាំងអស់នេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មានទាំងអស់នេះដល់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងបងប្អូនខ្មែរយើងរត់នៅទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសហើយបងប្អូនយើងបានជ្រាបទាំងឯងមកតមកលេងអបសាទបាយយួនគឺពេញតែផ្លែចេកមកដល់ដាក់ដូចកាចេកទៅស្វាវាទៅស៊ីចេកមកទៅស៊ីចេកតាមការពិតទៅបងប្អូនយើងទិញសិតតែចេកមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ថឹងទលន់អញ្ចឹងសុំទិញស្រូវមកឲ្យមកម្ដងមកថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎ដាឬមួយក៏ផ្លែឈូកប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបាត់ចូលទៅអត្ថាធិប្បាយមួយរយៈពេលជាប្រហែលម៉ោងជាងនេះបាទដល់ខ្ញុំបាត់សម្លឹងឃើញគឺដាក់ដូចជាផ្លែឈូកជាដើមដាក់ផ្លែស្រូវម៉ៅឬមួយដំឡូងឬមួយផ្លែមីនបាទគឺគាត់មកត្រាំដៃតែម្ដងបាទមកត្រាំដៃបាទអញ្ចឹងបងស្រីរាជនីចិត្តធម៌បងស្រីគាត់ទិញចេកច្រើនមកអរគុណណាបងដែលបងតៃតាណិតទាំងអាសោតទាំងសត្វទាំងមនុស្សពុទ្ធសាសន៍បាទសត្វឬមនុស្សក៏ត្រូវការរស់ក៏ត្រូវការហុកចុកដូចគ្នាបាទត្រូវការរស់ត្រូវការហុកចុកដូចគ្នាបាទបងប្អូនទាំងមិត្តយើងបាទនេះបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកាផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីប្រាសាទបាយ័នបាទស្ថិតនៅទឹកដីអង្គរនៃខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទដាក់ឈ្មោះខ្មែរទៅបងបាទបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅកាផ្សាយផ្ទាល់គឺឈ្មោះនេះបងបងឈ្មោះស្វាទាំងអស់នេះគឺគេដាក់ឈ្មោះចាប់ពីឆ្នាំណាមកបងបងដឹងខ្លះខ្លះទេបងចំនួនឈ្មោះស្វាដែលដាក់ឲ្យហ្នឹងមិនកំណត់តែឆ្នាំណាទេបើសិនជាអ្នកដែលមកថតដំបូងគេក៏អាចត្រាប់បានព្រោះអ្នកខ្ញុំក្រោយខ្ញុំទើបថតបានមួយឆ្នាំណាមួយឆ្នាំជាងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលដំបូងគេក៏ដឹងហើយក៏ដឹងពីដើមទីចង់និយាយថាកាត់ចាប់កើតកូនពើមកចាញ់មកដឹងញីឈ្មោះក៏ដាក់ឈ្មោះប្រយយល់ទេនេះបងប្អូនយើងក៏ដាក់ថាខមមិនមកប្រាប់ថាដាក់ឈ្មោះខ្មែរផងអូអត់ចេះណាមានមូលហេតុចេះដាក់ឈ្មោះខ្មែរក៏បានក៏ប៉ុន្តែចេះមូលហេតុណាយើងធ្វើទៅតាមចំណងចិត្តតាមពិតខ្ញុំមិនមែនថាខ្មែរយើងមិនចូលចិត្តស្វាទេខ្មែរយើងក៏ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្មែរយើងដាក់ឈ្មោះថាអសកអសកហូននោះហើយម្យ៉ាងទៀតស្វាដែលមើលនោះគឺបរទេសអ្នកមើលអញ្ចឹងបរទេសអ្នកមើលគឺគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះណាធ្វើការចរចាជាមួយយើងមកដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះដែលស្វានៅភាគច្រើនគឺឈ្មោះស្វាដែលនៅនេះនឹងគឺភាគច្រើនបរទេសនេះមើលគាត់ស្រឡាញ់ជាការអបមកថាគាត់ចង់ភ្ជាប់ឈ្មោះកូនគាត់នៅក្នុងក្រុមគាត់គាត់ក៏ស្រឡាញ់ឈ្មោះនេះកូនគាត់ឈ្មោះនឹងគាត់ចង់ដាក់មួយដើម្បីភ្ជាប់នឹងស្វានោះគាត់ក៏ដាក់ហើយគាត់ដាក់រួចហើយគាត់តាមមើលថានឹងឯងគាត់តាមមើលស្វានោះតែកូនគាត់នឹងចង់និយាយថាឈ្មោះកូនគាត់នៅនោះហើយនឹងឈ្មោះស្វានៅនេះដូចកូនគាត់នឹងគាត់ចង់តាមមើលថាកូនគាត់និយាយដាក់ឲ្យឈ្មោះមកស្វានឹងកើតអីខ្លះមានរឿងអីខ្លះណាដើរទៅដល់ណាមានបញ្ហាអីរស់របៀបណាអញ្ចឹងគាត់តាមដានហើយអញ្ចឹងយើងតាមដានយើងថតដែរអ្នកថតនឹងគឺថតដូចយើងអ្នករាយការណ៍ឲ្យខាងអ្នកដែលគេមើលហ្នឹងណាហើយបងប្អូនយើងមិនដាក់បងប្អូនយើងមិនមកថាឲ្យដាក់ឈ្មោះបងថាផងមានរោណារោប្រែរាប់ការកលាបប៉ុន្តែថាបើនេះគឺចឹងហើយមានឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះថាអេងជុលឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាអេងជែលទេពធីតាបើប្រែខ្មែរឥឡូវយើងហៅចឹងក៏បានដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងណាបាទមានច្រើនណាស់ឈ្មោះអាចជួយថាខ្មែរបានដែរបាទបាទ Alexander ហើយជាអ្នកដាក់ហ្នឹងចាស់ក្រុមមុនស្រាកំដឹងគេចេះណាវាថាបានគេមានតំណែងក៏គេណាបងណាមានស្អីរឿងគេណាបាទសូមជួយខ្ញុំចង់ថាណាស់ហ្មងទៅមើលក្រុមមួយទៀតដែលក្រុមអាមេរិកគេថាប៉ុន្តែមិនដឹងគេអាចនៅនោះអាចនេះមានគេប្រាប់ថាមានចេញមកផ្លូវនោះចិត្តខាងកាត់បាយ័នអាមេរិកណាបាទក្រុមនោះកំសត់ដែលថាគេយកសមាជិកច្រើនណាគេយកសមាជិកលើកច្រើនបាទបាទអូទៅកន្លែងនៅក្រុមកំសត់យើងចូលតាមណាវិញក្រុមកំសត់នេះទៅមើលសិនថាដល់ផ្លូវគេប្រាប់ខ្ញុំមិញថាវាចេញមកខាងក្រៅគេណាចេញមកខាងក្រៅហើយបាទព្រោះថាក្រុមនោះគឺសមាជិកភាគច្រើនគេចាប់យកអស់តែសត្វឈ្មោះទៅអស់ហើយមេធំចាប់ទៅអស់ស្ដេចងាប់ទៀតណាស្ដេចងាប់ហើយមេធំចាប់អស់នេះល្បីនោះចេញយកអស់ទៀតឥឡូវនៅសល់លេឡាអត់ដឹងទៅណាអត់មានមេដឹកនាំបាត់មើលបាទមេដែលទឹមកូនថ្មី3ក្បាលនោះនៅអោបកូនយំនៅរីហើយយាយមួយទៅចាស់ជាងគេឈ្មោះទីម៉ានោះនៅយំរកកូនឯងបើកូនគាត់ឈ្មោះអាទីម៉ូគេចាប់ទៅបាត់ហើយបាទបាទមានរឿងហ្នឹងណាបាទយំល្ងួយជាងណាបាទ
ហើយនិយាយពីរឿងស្វីតទៀតនៅក្នុងក្រុមអាមេរីបើទួនាទីរបស់គាត់ក្នុងសង្គមដូចជំនឿព្រៀបធៀបក្នុងសង្គមនោះឥឡូវទួនាទីរបស់គាត់ដូចតារាល្បីព្រះសវត្តអញ្ចឹងណាជាតារាអ្នកថាជាអ្នកសិល្បៈបាទពួកគាត់ចេះសម្ដែងច្រើនគាត់ចេះយំចេះលេងចេះហូបចុកមើលទៅដូចកំ្លែងណាធ្វើឲ្យបរទេសស្គាល់អញ្ចឹងទួនាទីរបស់គាត់ដូចខាងផ្នែកសិល្បៈណាខាងស្វីតទៀតហ្នឹងតារាដែរដែលរុកក្នុងរូបគេបោះយកដាក់ពាក្យមូលដែលមានរប
ແລະສຸຊິດສູ່ດັ່ງດອລໄດ້ສະຫນາຍឲ្យຜູ້ກັດຕະບັງຫາຍຕະສານແດ່ທະເລນໍນໍຮູ້ອອດປະແຕຕາມມືຈະໄດ້ແລະຂ້ອຍຊູ້ຄືຄັບໃຫ້ໃຫ້ຂ້ອຍຈັ່ງឲ្យກັດບັງຫາຍມາຖ້າກັດອາຫານທາງໃນຮູ້ໃຫ້ໃຫ້ມື້ທີຄືພວກຂ້ອຍຈັ່ງມາຫນ່ອຍນີ້ແດ່ພຽກກວນຫຼືກໍບ້ອງບູນໃນສະຫຼາຍສັດຫຼືກໍບ້ອງບູນໃນເນົາຄາວປະເທດຈັ່ງឲ្យຊ່ວຍຈຸມລົງ ណាថាយោស្វាមកទុំកំណើតកាត់វិញមកមកនៅជុំគ្រួសារកាត់វិញមកទឹកដីដូនតារបស់កាត់មកបើសិនណាប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សគឺមានតែគាត់រស់នៅនេះគាត់មានដូនតាគាត់ដែរហើយយើងគាត់ត្រូវមានរដូវបន្ទានគាត់ត្រូវសែននៅគ្នាគាត់ដែរមកដូចតែយើងដែរតាមមើលទៅថាតាមបើយើងគាត់ទៅពោះការរស់នៅរបៀបរបបរដ្ឋបាលរបស់គាត់គឺស្ដីនឹងមនុស្សដែរដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងណាឥឡូវតាមដែរមកបងប្អូនខ្ញុំមិនមកឈ្មោះអ្វីក៏ឈ្មោះទៅសំខា
ក៏ប្រកបយើងអាចនិយាយថាស្មាននៅនេះជាសាក់សៃរស់បន្ទាប់ពីមានពោះតាងឆ្លាក់នៅទៀងប្រាសាទទៀងជាងប្រាសាទអញ្ចឹងគាត់ជាសាក់សៃរស់ដំណាងកូនចៅដូនតាគាត់ពីសម័យមុនមកណាដោយតែយើងដែរយើងចង់ថាមិនប្រមាណដូចគាត់ដែរផងព្រោះយើងយើងជាមនុស្សយើងរៀនសូត្រចេះដឹងយើងមានប្រវត្តិឆ្លាក់នៅទៀងប្រាសាទមានប៉ុន្តែណា ແລະយើងមានចំណុចខ្លះដែលធ្វើឲ្យរំខានគេណាមកប៉ះពាល់រំខានដល់គេបងប្អូនគាត់ខមមិនបន្តទៀតគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានតាប់ច្រើនហ្នឹងកោអឺហ្នឹងវាទៀតទៅនឹងអាញាធរតាមពិតដូចខ្ញុំថាអាញាធរគឺគាត់មានទួនាទីនៃជួយមើលគ្រប់គ្រងហ្នឹងនិយាយខ្ញុំបានយល់ពីប្រទេសខ្ញុំថាអាញាធរមិនមែនមានន័យថាឈ្មោះអាញាធរនៅមើលខុសត្រូវហ្នឹងនិយាយខ្ល้ายជាកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទេណាប្រាសាទអ្នកឯងថាធ្វើការអាញាធរថ
ແລະຍັງຈັ່ງເຈົ້າຖ້າໄປຊິບຸລັດກູຕາມີສິດນະບັນຈັ່ງມະຕິຍະບົນລະໃບກາປີນະບາກາສິດມະຕິບັນຈັ່ງມະຕິຍະບົນក្នុងຄ້າວເຖົ້ານະຍັງເຫຍຄ້ນຄ້າວເຖົ້າລະໃບກາປີນະໄວ້ໄດ້ຍັງກະຖ້າເຖົ້າຈັ່ງສວາໄດ້ຮູ້ນັ້ນນັ້ນກະເມຍກໍຫມໍທີ່ປຽກຖ້າສັດຄືນະໄວ້ຍັງຍົນຄືສັດປຽກຖ້າສັດນັ້ນຄືຍັງດັງຖ້າຈະລະກັດຫມັດຈັ່ງ ចង់ទៅតតទីបងអឺចាស់ណាតេតងនឹងចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលកត់តែថាពួកខ្ញុំក្រុមយូធូបនឹងកត់ពីរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីខ្ញុំសូមឆ្លើយបកស្រាយចេះថាខ្ញុំណានៅនេះគឺមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ការងារច្រើនជាងណាស្រឡាញ់ការងារស្រឡាញ់សัตว์បើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំណូលហ្នឹងគឺមិនងាយទេសូមឲ្យបងប្អូន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយគាត់ចំណាយបរិច្ចាកកម្លាំងកាយចិត្តជាមួយគាត់ដើម្បីយកលុយលើខ្យល់នោះដល់ទោះទៅវិញគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេសប្បាយចិត្តទេគេឲ្យលុយយើងហើយគេក៏យកពាក្យរយខ្លះអញ្ចឹងយើងដែលធ្លាប់លើថា Facebook ណាក្នុងម៉ានេទីរកលុយបានប្រមាណប្រមាណហើយឥឡូវយើងមើលសោកយើងថាហ្អឹង Facebook យកលុយវាយើងមិនខ្ញុំបង្កើត free លេង free នោះមិនមែនទេគេមានកលឹះរបស់គេផ្សេងៗទៀតណាកលឹះរបស់គេដែលត្រូវឲ្យយ
miên sắt nâng hái thưa áo dương sbai chất đại tờ giờ đó bọn á hãy một tiết ăn cho mình một chút một tiết cứ ăn nát sắt xoa nè nó phê chè nè bờ dê rừng vị tân điện nóng bờ bông bồn màu lên mà đong mình sâu miền mà nồi chè tân nà rừng gò rong đôi cuộc nhom thì được xem nào được ngày nấu bờ chúng buộc nhom nhom xoa thầy tối nhom dê gì mua biết nhom lấy nhom hao ta côn khốn nhom nhom hao nhom đá một phà mà lên một phà chứ nè nên khi rong bọc nhom hay mà dịa này miền xoa khá để vô màu lên ca chạy khăm kề ở lớp nhom xong dây vì liệu cái nạ thà chi nhom chẳng dây thà chia sao lại chia bông nó của bạn để mà dễ nên miền xoa cai cai cho nó đây mau khám kỳ hay nhom luôn nhom tơ nhom cho tàu hay nhom cho tàu chui nhom chạp có miền khám nhom tỉ nhom cật thay chơi về miền xa lại chiết bị nhom luôn bọc nhom mà giang đây nhom đại đặc luôn đại cái đại thà nhom tàu chui vía nhom miền chợ sài lan vía nhom mặt trăng tự bảo vía nhom tàu chui chết vía vía miền khám tỉ nhom từ đó đến miền đây thà bây giờ lâu thưa nhưng thà miền miền ta thừa nhưng từ đó đến chui chết đại thà nhom sài lan vía là nhom trong bàn vía trong phà vía trong chui trong cua vía nhom từ đó ở đây khi khám tỉ ở đây khi khám nhom tỉ chắc là miền đây tha sát cô về miền à chấm hai chiết nó đã ổ đang đôi thà đang lần đã ổ mẹ này chỉ một lúc để mồi chiết nhom một miền một co phải nhà miền một co chỉ bù sinh làm được nhom thế cần mồi chiết nào lo giống cần cần tôm luôn tôm vui xí mọi khi nhom chập chui chúng luôn chúng cá cần tàu tôm phun ghê tàu còn lang tiếc ghê nhom thằng này chạm chập đặt mồi ở đây tỷ và nó men che thà khăm đây tôi biết rồi này nhưng tàu đang thả này chiết thua mà chiết vô một lúc chiết thua mà chiết chỉ ta thua vô để luôn riêng một ngày nữa vì ai chia bôi vì ai chia chấm hai tàu chỉ xoay của quân là miền này thà việc sai địa đồ kia này. Bà là bà cảm ơn bọn bốn dưỡng mũi bọn này. Các bạn. Cảm ơn cảm ơn. Bọn anh. Tôi nó bọn bốn dưỡng. Và cháu hai tôi lấy mũi bình. បាទបងប្អូនបងប្អូនចឹងទេបាទដល់បងប្អូនពេញមកយើងខ្ញុំបាទសមានខមមិនជូនដល់បងប្អូនយើងមិនតិចប្រុសបងប្អូនយើងខមមិនចង់ឲ្យយើងអានចឹងណាបងណាបាទស្វាចាប់ហើយត្រូវលែងមកវិញកុំឲ្យគេបែកបាក់គ្រួសារបាទបាទបែកបាក់គ្រួសារគេហើយ bà ca đã trung bà mình lên như bàn phơi ao slap sông chui lúc từ bần đa bát bóng bát chẳng bờ đấy ok một số to thì một mình chẳng bờ đấy pha để cai quả pha phơi sập đấy bà bỏ để việc làm khốn nữa bị men quả pha để phụ sang được việc này nghĩ khám được đấy bà bỏ giờ trong cái mỏ việc trên phần hướng tây đấy việc đã sang được nơi đấy đấy việc làm khốn trôi rồi chúng tôi bỏ lâu thế là bị mình lố mà khám rồi cái khám là kết tinh nhá mà kết tinh nhá cầm đó để khám khá thì trẻ bây giờ phải ao chỗ đấy là lố ao hết tiêu dùng mình ba ngày khám bà bỏ ta pha để sang được nước cầm đó rồi cầm đó khám bà đi cuốc cái đấy là quả sao thôi việc làm khốn បាទសមរម្យដោយមកទស្សនកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាសូមជួយចែកចែកចម្លែកម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទពិតជាពិសេសមែនតើបងស្រីរាជនីចិត្តធัวបងស្រីបានទិញហើយចែកចំនួនដល់450ស្និតដើម្បីឲ្យស្វាបាទឲ្យស្វាបរិភោគនៅស្ថិតនៅប្រាសាទបាយ័នតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទហើយតាមបងប្អូនយើងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនយើងដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនាបាទកំពុងតែទស្សនាគឺសត្វស្វាទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងគឺមានច្រើនក្រុមណាស់មានដល់បាត់ហើយជិត11ក្រុមហើយនោះតែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនក្រុមខ្លួនទេបងតែក្រុមដូចក្រុមមានប្រចាំដាច់ផុតមាន2ក្រុមហ្នឹងទេក្រុម2និងក្រុម3រំលឹកអញ្ចឹងបានមាន2ក្រុមណានេះមួយក្រុម2មួយ3មួយក្រុម slot មួយក្រុមដែលពួកខ្ញុំមើលរកខែហើយគឺក្រុមដែលវាសំរំលឹកដែលគេថាចាប់យកទៅណាបាទបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងអញ្ចឹងបានន័យថាបាទបងបងប្អូនប្រិយមិត្តជនជាតិដែលកំពុងជួយមនុស្សមកបងបាទក្រុមស្វានោះគឺក្រុមច្រើនក្រុមមានច្រើនក្រុមហើយមានក្រុមនឹងដែលក្រុមព្រៃអញ្ចឹងព្រៃក្រុមព្រៃមិនទេបងវាទៅពីក្រុមព្រៃសុទ្ធអូចុះនេះក្រុមព្រៃសុទ្ធមិនបងក៏មិនទេអាឡេសិនដឺអូក្រុមអាឡេសិនដឺនោះគឺក្រុមស្វាព្រៃបងតែក្រុមនឹងគឺខំទៅមនុស្សមែនទេបងខំទេបងវាមិនសាត់នឹងមនុស្ស
ហើយនេះក៏ដូចអូខេអបងបងទៅមកទៅសេចក្ដីជន់បណ្ណៃតែក្រុមព្រៃនឹងគឺគាត់អត់សូវប្រសាំជាមួយនឹងមនុស្សទេបាទបណ្ណៃតែគាត់ខ្លាចមនុស្សហើយប្រហែលក្រុមទៀតគឺគាត់សុំជាមួយនឹងមនុស្សតែម្ដងបាទអូខេបងបងអូខេហើយការឲ្យអានឹងដូចបងបានផ្ដាំជាងមុនណាឲ្យចំណៃទៅសັດព្រៃសັດស្វាទាំងអស់នោះគឺឲ្យយើងកុំឲ្យឯកឆក់បណ្ណៃតែឲ្យយើងឲ្យចឹងឲ្យយើង ឡៃដៃចាញ់មកអញ្ចឹងណាកុំឲ្យគេចេញមកវិញស្វាវិគិតថាដើមយកចំណៃមកវិញមែនទេឲ្យយកមកវិញអញ្ចឹងមានលក្ខណៈច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជួយ បងប្អូនទាំងអស់គឺបងស្រីជួយទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងសត្វបងប្អូនទាំងអស់គឺបងស្រីជួយទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងសត្វបាទស្វាព្រៃបាទស្វាព្រៃបាទខ្ញុំមានការក្រុមតែស្វាមានជាក្រុមស្វាតែស្វាព្រៃបាទបងបាទអាឡូវទៅបងប្អូនមកជើងខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់ពុកខ្ញុំស្វាចូលក្រុមស្វាចូលមកក្រុមទៀតខ្ញុំចាំអីបាទឥឡូវនេះបងប្អូនវិញមកដល់ទស្សនកិច្ចជន ដែលកំពុងតែទស្សនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះថ្ងៃនេះយើងទស្សនាអនុមអារម្មណ៍បងប្អូនយើងទស្សនាគឺចំនួនប្រមាណក្រុមនេះមិនសុំអស់បងប្អូនក្រុមមិនបងចាប់តាំងពីព្រឹកចាប់តាំងព្រឹកមកចាប់តាំងពីព្រឹកមកគឺមិនក្រុមមកយើងអឺព្រឹកមកយើងវាទៅបាទបាទទីក្រុមឥឡូវយើងបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្្នេះបន្តិច យើងបន្តដល់ការផ្សាយកន្លែងមួយទៀតគឺកន្លែងក្រុមឯងគឺក្រុមនៅស្លូតក្រុមអាមេរីក្រុមអ្នកបាត់ដែលគេយកសមាជិកសិស្សច្រើនអូខេបងប្អូនវិញមកយើងទៅមួយកន្លែងទៀតនាំអារម្មណ៍បងប្អូនយើងទៅទស្សនាកន្លែងដែលក្រុមដែលគេយកសមាជិកទៅច្រើនអញ្ចឹងចាំមើលនៅប្រមាណអ្នកសល់ប្រមាណអ្នកបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាបន្តជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនៅពេលនោះខ្ញុំបាទនឹងយកជែកដែល គឺជាជែកដែលបងស្រីរាជនីចន្ទធัวដែលបងស្រីតែងតែណាត់នឹងអសោដល់បងប្អូនយើងបាទទាំងមនុស្សទាំងសត្វអញ្ចឹងបងប្អូនយើងតាមដានទស្សនាបន្តជួយផ្សេងម្នាក់មួយបាទដូចជាខ្ញុំបាទបញ្ជាឲ្យបញ្ជាទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនដែលកំពុងតែទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពីអង្គរបាទប្រាសាទនៃ បាយ័នបាទប្រសិនបាយ័នអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជួយសែមម្នាក់មួយបងប្អូនយើងនឹងហើយមិនថាមនុស្សឬមិនថាសត្វនោះទេត្រូវការរស់ដោយតែគ្នាបាទត្រូវការរស់ដោយតែគ្នាទេបាទបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនយើងគ្មានវិដាមួយចង់ងាប់នោះទេបាទអរគុណបងប្អូនយើងមកស្រឡាញ់នៃការគ្រប់គ្រងអង្គភាពទូរទស្សន៍ឡាច់អលសន្តិវិជ្ជាខ្ញុំសូមបន្តនៃការសែនិងហ្វូឡូភេកនិងឡាច់ភេកជូនដល់បងប្អូនយើងអរគុណណាសូមបងយើងទៀតដែរគេចាប់ស្វាទៅច
សេងក្នុងក្រុមការងាររួមទាំងក្រុមបងកាមេរ៉ាម៉ាន YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណស្ថាបិយតដល់បងប្អូនយើងបងសិនជាខ្ញុំបាទធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលោកលោកខុសឆ្លងត្រង់ណាសូមកាន់តែបិយតដល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទលោកសេងនិងក្រុមការងារដូចជាកញ្ញាវិស័យបើសិនលោកលោកខុសឆ្លងត្រង់ណាសូមកាន់តែបិយតដល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជាចុងបញ្ចប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា